Kính thưa tất cả quý anh chị toàn thể đại chúng, thì ngày xưa có một ông nọ, ông làm ở trong cái vườn á. Thì sáng thì ông đi ra vườn, ông định lấy cỏ cho bò ăn. Thì khi ông ra tới cái mớ chỗ để cỏ, cái ông nhớ trực, cái ông nói chờ chưa có cho heo ăn. Cái ông mới quay về, ông định thôi bây giờ mình về mình cho heo ăn. Thì khi mà ông vừa bước vô cái chuồng heo, ông sắc đông ít được rau muống, cái ông trộn, cái ông nhớ trực lại là ôi quên cho vịt ăn. Cái thì ông qua ông cho vịt ăn, thì mới vừa để xuống chưa kịp gì hết, cái ông nhớ trực là chưa có phơi phơi củi, cái ông đi ra ông phơi củi. Thì vừa gặp cái đống củi phơi, cái ông nhớ trực là có đống quần áo chưa phơi, cái ông vô đống quần áo ông phơi. Thì cứ loay hoay cả ngày như vậy á, từ sáng tới tối rốt cuộc không có cái món nào ông xong hết. Tại vì ông thấy cái này cái ông nhớ kia, ông thấy kia cái ông nhớ nọ. Giống mình không? Giống mình quá phải không? Thí dụ như mình là vô mình nói để bới cơm cho đứa con lớn nó ăn, cái mới vừa bới do giờ bới cơm cho đứa lớn cái nhớ trực chưa cho đứa nhỏ nó bú. Thành thử là mình cứ nhớ là như vậy. Thế thì có một cái bài thơ vậy đó: lay hoay cho hết một ngày, một ngày đã hết lay hoay vẫn còn. Từ lúc mình bé tí hon đến nay tuổi hạt vẫn còn lay hoay. Để quý vị thấy là cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta không nắm kịp một cái duyên thì chúng ta cứ loay hoay và chúng ta sẽ mất cái duyên. Như quý anh chị thấy á, hồi tối quý vị lên thăm Pháp Hòa, quý vị chụp kịp cái duyên. Vì bây giờ mình thấy rằng á, mình là một người lẽ ra giờ này mình đang sống ở Việt Nam. Và có thể mình đã có, mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có một hoàn cảnh khác nhau. Và tự mình biết nguyên do cái duyên gì mà mình quyết định mình rời quê nhà của mình để mình tới đây. Vậy thì khi mà người đó có cái duyên nào đến với mình chụp liền, mình không để mất cơ hội. Lúc đó mình không cần biết người kia là ai, duyên nó tới mình chụp liền, thì mình biết rằng đây là cơ hội. Mình chụp để làm gì? Để mình muốn vươn lên. Chứ đâu có ai chụp để muốn đi xuống đâu, chụp để muốn vươn lên. Rồi khi mình chụp được cái duyên đó rồi, mình đến đây rồi, thì mình bắt đầu nhìn giáo giác những cái duyên khác, rồi mình chụp những cái duyên đó. Nhưng mà do mình cứ như cái ông đó đó, thấy không? Rốt cuộc rồi cái cốt khỉ quần cốt khỉ, khổ vẫn khổ, đau thương vẫn đau thương. Tại sao? Tại vì chúng ta chỉ biết chụp những cái duyên mà không biết quý những cái duyên mình chụp. Cho nên á, Phật dạy chúng ta duyên là gì? Là những điều kiện. Những điều kiện, nếu mà chúng ta cái điều kiện nó đến mà chúng ta không biết quý nó thì nó uổng. Tất cả thí dụ quý anh chị, mấy chị hồi tối lên thăm Pháp Hòa là vì quý chị thấy rằng cái duyên mà thầy Pháp Hòa đến đây không có nhiều. Thôi bây giờ mình nghĩ đơn giản thôi, lên thăm thầy cái đã. Không có nghĩ tới là sẽ mời thầy gì hết. Mà Pháp Hòa đi tâm hồn rất thảnh thơi, tối mình cứ đi về mình chả có nghĩ rằng mình sẽ được gặp ai. Tự nhiên vừa bước xuống ngay cửa khách sạn, cái ba bốn cô đứng sẵn mà người nào cũng cặp trong cái tay mình gói bánh. Bánh đặc sản của Đài Loan. Bánh thơ, bánh dứa, bánh khóm gì đó à. Cái thì quý vị đến tặng, rồi quý vị thăm, rồi ngồi nói chuyện. Rồi thì quý vị được biết là Pháp Hòa có thời gian. Nhưng mà rồi Pháp Hòa, dù Pháp Hòa không nghĩ là Pháp Hòa đi tìm ai, nhưng mà duyên nó đến. Thứ nhất, mình được ở đây được 2 đêm.
Thứ hai, mình không có chương trình quá bận rộn. Thứ ba là sức khỏe mình có được, thì mình phải làm việc đó thôi. Cho nên khi điều kiện nó đến mà tâm của mình cũng muốn việc kia nó cũng đến đúng lúc với mình, thì chúng ta phải nắm lấy và chúng ta quý nó. Pháp Hòa được biết có những vị đến đây nhưng mà còn lo những công việc ở nhà, nhưng mà quý vị nghĩ rằng đây là cái cơ hội cho quý vị gạt hết, cất hết những cái chuyện xung quanh của ngày hôm nay. Và có những vị đến từ xa nữa, chứ không phải ở Đài Nam này không, nghe nói ở Đài Đông, Đài Ít gì nữa. Đó. Thành thử ra quý vị thấy rằng rõ ràng là chúng ta trân quý những cái duyên mà chúng ta có. Vậy thì nhớ ha, duyên là gì? Là những điều kiện khi nó đến. Bây giờ mình đã được ở đây, mình có được những điều kiện đó rồi. Ví dụ như đơn giản nhất là khổ quá, muốn có một đời sống khá hơn, duyên tới chụp. Rồi chụp với mình, đưa mình qua tới đây. Rồi mình thấy rằng, rồi mình phải học tiếng nói của người ta, mình học cách sống của người ta, mình học đủ thứ những cái mới lạ đối với mình hết. Nhưng mà rồi rốt cuộc sao, đâu nó cũng vào đó. Thấy không? Hết năm này qua tháng kia, rồi rốt cuộc mình cũng xí xô xí xào được với người ta. Hôm mới qua toàn chỉ với chỏ không. Rồi bây giờ mình cũng được nói tiếng người ta, mình cũng sinh hoạt được, mình thích hợp, thích ứng được với cái môi trường, với văn hóa, với những cái của người ta. Rồi mình nghĩ cuộc sống mình lúc đó mình không có nghĩ tới chùa chiền, không nghĩ tới Phật pháp, không nghĩ gì hết á, nghĩ tới cuộc sống trước mắt của mình, để thứ nhất cho mình, cho gia đình mình. Rồi cuối cùng khi mọi việc ổn định rồi, hôm nay mình được cái duyên về chùa. Mình cũng đâu nghĩ là cuộc sống mình nó sẽ ổn định để mình có cái tâm tư mình nghĩ tới tâm linh đâu. Mà thật sự Pháp Hòa cũng không nghĩ là ở đây có những ngôi chùa Việt Nam, chỉ nghe nói là có một số người Việt được sống ở đây. Nhưng mà rồi khi được ngồi nói chuyện, mình mới hiểu thêm về cuộc sống ở đây. Thì mình thấy là ở đây được một cái ngôi chùa mà thật sự nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình nữa. Khi Pháp Hòa nghe nói là chùa ở đây mới thành lập được mấy tháng thôi, phải không? Mà hôm nay nó được tươm tất khang trang như thế này, thì quý chị, quý anh thấy rằng có phải rõ ràng là quá nhiều cái công sức của mình không? Vậy thì bây giờ mình kiểm lại, từ lúc mình đặt chân đến cái đất nước này cho đến giờ phút này đây, có phải là mình đã để vào nhiều cái tâm tư, nhiều cái ước muốn, nhiều cái công sức để mới được như thế này, chứ đâu phải bình thường. Thế thì chúng ta đừng có làm lỡ duyên, làm mất duyên. Thấy không? Mà nếu mà lỡ duyên, mất duyên, rồi cuối cùng lại gì duyên? Vô duyên. Cái chữ vô duyên không phải như Việt Nam mình hay mắng người ta, anh này vô duyên, chị nọ vô duyên. Vô duyên ở đây là gì? Là không còn cái duyên nữa. Không còn cái duyên nữa. Cho nên á, mình nhớ là khi mình được một cái duyên này thì dĩ nhiên phải nhiều công đức của người khác. Ví dụ như tối hôm nay tập hợp được 100 người như thế này, mà chỉ mới có đêm hôm mà 10 giờ rưỡi, 11 giờ đêm mới quyết định, phải không? Vậy mà có một cái buổi sáng thôi mà quy tụ được vậy, đủ biết mình tám cỡ nào. Nhưng mà cái tám này nó lợi tốt không? Tốt. Vậy thì mình lựa cái tám tốt mình xài. Chúng sanh mình á có một cái bệnh. Cái bệnh của chúng ta là luôn luôn mong duyên tốt, nhưng mà khi cái duyên nó đến rồi, chúng ta không biết quý, chúng ta không biết giữ. Ví dụ như mình được ra nước ngoài mình sống thoải mái hơn cái đời sống khổ sở của mình ở Việt Nam,
Trong đó không phải nói Đài Loan không, nói chung tất cả người Việt mình được ra nước ngoài. Và khi mình được cái đó, cái bắt đầu mình thờ ơ với cái duyên lành đó. Cũng giống như mình là Phật tử vậy, thấy không? Lúc mình qua đây trời khổ quá, lúc đó mà mình đang khổ mà ai biểu mình đi chùa mình nói sao? Trời ơi, tôi lo mạng sống của tôi trước đó, tôi lo cơm áo gạo tiền chứ hơi đâu lo chuyện tu hành, phải không? Giờ này không có chùa chiền gì hết, đi chùa mà có tiền tôi đi, ví dụ vậy. Nhưng mà khi mà mình mọi việc ổn định, cái tự nhiên cái tâm mình nó phát. Rồi bây giờ Pháp Hòa hỏi chứ, trong cuộc sống của chúng ta, giờ mình nghiệm lại coi mấy người mà tự động do vui sướng hạnh phúc mà đi chùa đâu? Có ít lắm. Đa số là phải có cái chuyện gì đau khổ bất trắc, bắt đầu mình mới nghĩ tới cái đó. Cũng giống như cuộc sống thôi, khổ thì mình phải bám cái gì đó để mình vượt nó. Cái đó là mình nói khổ vật chất, khổ về đời sống vật chất thôi. Rồi khi mình được một cái đó rồi bắt đầu xoay qua cái khổ tâm. Vậy thì con người mình, quý vị thấy không, tối ngày hai cái khổ nó cứ lẩn quẩn đeo theo mình. Khổ tâm, khổ thân. Khổ thân lo cuộc sống, ăn uống, cuộc sống, chỗ ăn, chỗ ở, vân vân. Rồi khổ tâm là bị người ta hất hủi hay buồn thương gì đó. Rồi trong cái khổ tâm đó đó, trong khổ tâm đó, đó nó có những cái khổ chi tiết. Khổ tâm nói chung, rồi khổ chi tiết là gì? Thương mà không gặp được nữa, ghét mà sao cứ gặp hoài. Nếu khổ tâm là một cái tâm lý nói chung, nhưng mà giờ chi tiết Phật dạy chúng ta trong cái khổ tâm đó có cái khổ gì, cái gì mà để làm cho mình khổ tâm? Muốn mà không được, khổ. Thương mà phải xa, khổ. Có người mình không muốn gặp, không muốn gặp sao cứ gần hoài, khổ. Thế là mình nghiệm lại mình thấy trong cái khổ đó chỉ có mình biết thôi chứ ai biết đâu, phải không? Rồi bất quá không nói được với ai thì quỳ trước Phật này, thắp cây nhang cho thật dài rồi tâm sự đời tôi. Rồi cuối cùng mình thưa với Phật. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống của chúng ta, cái khổ nó làm cho chúng ta phát tâm. Thật cái khổ cũng chưa chắc đã là khổ. Cái quan trọng là chúng ta biết chuyển hóa cái khổ. Như ở Việt Nam khổ quá, có cái ý hướng, có cái chí nguyện muốn làm sao vượt cái đó, cho nên bám lấy một cái duyên lành, chúng ta gọi là cơ hội đó, để đi qua cái đời sống tốt hơn. Thế thì nếu không có cái khổ đó, làm gì mà mình có cái chí hướng muốn vượt nó? Thì đem cái đó để ví dụ cho cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta không có khổ tâm trong cuộc sống thì làm gì chúng ta có cái chí nguyện muốn vươn lên trong cuộc sống? Vì vậy cho nên đó, hôm nay mình đã đủ duyên để mình được gặp Phật Pháp, phải không? Thì mình thấy rằng á, cái khổ là cái mà bản chất nó là một phần của cuộc sống. Nhưng mà trong cuộc sống này không có cái khổ gì gọi là mãi mãi, và cũng không có cái vui gì gọi là mãi mãi. Ăn thua chúng ta chuyển nó thôi. Thí dụ cái khổ này nè, nhờ cái khổ này cho chúng nên cho nó giúp cho chúng ta có cái ý hướng muốn vui đó. Cho nên một người mà làm thiện á, nhiều người được hưởng. Cho nên làm gì, làm tối nay là mình gặp nhau được là nhờ 1, 2, 3, 4 vị tối hôm qua, phải không? Chịu khó lên thăm thầy rồi nói chuyện rồi điều đình rồi ký hợp đồng. Thì quý vị thấy không, nếu mà không có một người khởi duyên thì làm gì chúng ta được hưởng duyên? Pháp Hòa nói như vậy rồi quý vị nghiệm trong cuộc sống này phải có một người khởi cái duyên đó để có mình ngày hôm nay. Cho nên làm gì làm, người đó vẫn có một chút ơn đối với mình, phải không? Thì mình sống như thế nào, ít nhiều gì mình sống như thế nào để mình trả cái duyên đó, để mình đừng có nợ. Như biết đâu chừng á, mình cứ nghĩ tại người đó nợ tôi, ai bảo đảm. Biết đâu chừng bây giờ mình mới gây làm sao, phải không? Cho nên thôi thì đã là người tu tập, biết quán chiếu tất cả mọi cảnh duyên
cái cảnh nào cũng là duyên hết. Không có cái gì mà nó tự nhiên đó, mà nó khi khổng khi không mà nó có mặt được. Cho nên á, nhờ như vậy mà chúng ta có được hôm nay, thì chúng ta nhớ lại người cái gốc đó, đó để chúng ta đền cái duyên đó một phần nào. Nhờ cái duyên đó mà chúng ta tốt. Một cái cây nó sống được, nó không chỉ quay lại nó nói cảm ơn đất, nó phải cảm ơn mây mưa, tại vì có mây mới có mưa, phải không? Rồi nó cảm ơn tất cả mọi cái hoàn cảnh, thí dụ thời tiết cũng tốt thì nó mới có thể sống được. Chứ nếu như mà có mây có nước mà thời tiết ở đó ô nhiễm thì nó cũng không sống được. Cho nên một cái gì mà chúng ta có mặt được cũng do nhiều duyên mới được như vậy. Đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta là những người đã từ tối đi ra sáng, thì chúng ta phải làm sáng hơn nữa, từ sáng đi ra sáng. Chứ chúng ta không muốn là những người từ sáng đi vào tối hay từ tối đi vào tối. Quý vị nhớ bốn hạng người Phật dạy ra: một, từ tối đi ra sáng; hai, từ sáng ra sáng; ba, từ sáng đi vào tối; còn bốn là gì? Từ tối đi vào tối. Đó là bốn hạng người Phật dạy. Thì chúng ta nghiệm lại, chúng ta là đã là những người từ tối đi ra sáng, thì bây giờ chỉ có sáng đi ra sáng thôi, chứ không thể nào từ sáng vào tối, hay ngược lại từ tối vào tối thì khổ nữa. Đó. Thì chúng ta phải nhận diện mình là người đã từ tối đi ra sáng. Bây giờ á, cái mà nó làm cho mình mất đi cái chánh niệm, ba cái độc, đáng lý ra nói tới 10 lần đó: tham, sân, si, mạn, nghi. Đó là 5 cái ha. Rồi đó, rồi ác kiến nè, là cái thấy xấu ác. Biên kiến là thấy lệch lạc bên, không? Tà kiến là cái thấy không có đúng với cái chánh. Tà kiến là thấy không, nó lệch lạc, nó không có đúng với cái chánh pháp, không? Rồi kiến thủ, tức là những mình chấp vào những cái gì mình thấy. Kiến thủ kiến tức là mình có những cái giới, những cái gì đó mình hiểu rồi mình nghĩ nó là mãi mãi. Nói chung là 10 cái căn bản phiền não, nếu chúng ta vượt được nó thì chúng ta thấy được một cái chân trời cao đẹp. Mà trong Kinh Di Đà đó, ai đọc Kinh Di Đà biết đó, Đức Phật nói quá 10 muôn ước cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Thật ra có thế giới nào gọi là Cực Lạc là gì? Tức là chỗ đó vui. Vui là từ đâu? Do chúng ta biết quân bình, biết chuyển khổ, chỗ đó thành vui. Vậy thì Cực Lạc nó cũng không ngoài ở nơi này. Ví dụ bây giờ ha, hôm nào mình ăn cơm, mình ăn những cái món ăn mà mình thấy nó dở, nhưng mà so ra ăn dở với không có ăn nào hơn, thì mình thấy tuy nó dở nhưng mà ít ra nó vẫn còn làm cho mình được no bụng, còn đỡ hơn người không có ăn. Thì quá như vậy, cái tự nhiên từ cái khổ, cái nãy mình chê nó dở đó, cái tự nhiên mình ăn cơm bình thường ngon lành. Vậy thì lạc nó ngay đâu? Lạc nó ngay cái khổ. Khổ là tại sao mình khổ? Là tại mình không chấp nhận nó. Không, cái gì mà mình không chấp nhận nó thì chúng ta khổ. Mà không chấp nhận đó, nó bất đồng ngay cái chỗ đó, nó thuộc về sân. Đó, chị em Phật tử với nhau, nhiều khi đi chùa làm công quả với nhau đó, mà bất đồng với nhau cũng có. Mà khi cái bất đồng nó ngấm ngầm bên trong vậy đó, nó đều là danh từ của chữ sân hết, nó đều là bệnh của chữ sân hết. Nếu tôi đâu có sân gì, tôi có la rầy ai gì đâu sân, trời đợi nó la nữa là đại sân rồi. Nếu mà khi mà đợi tới mà mình hiện lên đôi mắt, hiện lên lời nói, hiện lên cái mặt của mình, nó là cái quả quá lớn của những cái sân nhỏ. Cho quý vị nhớ là sân là gì? Là những cái gì chúng ta bất đồng, nó khởi ngay bên trong.
thuộc về sân. Còn tham á, mình nó hiện lên đến cái mức là chúng ta lấy bỏ một túi thì đó quá trời đất rồi. Còn tham đó là nó hiện khởi lên từ cái mà chúng ta không cần mà chúng ta vẫn cứ muốn, và muốn hơn cái mình cần. Cái đó nó làm mình khổ. Chứ còn trong cuộc sống này, cái mà chúng ta cần có đó chuyện bình thường. Ví dụ như khát nước, uống nước. Đây tôi muốn uống nước, nó không được muốn, tu hành không được muốn. Trời đất ơi, nếu vậy rồi sao? Đã là con người thì cái chuyện muốn là chuyện bình thường. Muốn là tiếng Hán gọi là dục đó. Là tôi khát nước quá, tôi muốn uống nước. Nhưng mà khát nước muốn uống nước là chuyện bình thường thôi. Ta hỏi, ta đưa ra nước lạnh vậy thôi hả? Đó, mà hỏi nước gì? Tôi muốn sữa đậu nành vậy. Đó, cái chỗ mà mình muốn cái hơn cái mình cần đó, vậy đó nó khổ. Chứ thật sự ra đâu phải chỉ sữa đậu nành mới làm mình hết khát đâu. Nước lạnh, nước trà, bất cứ cái gì cũng có thể giải khát. Nhưng mà con người chúng ta nó ngộ ở cái chỗ là mới đầu mình chỉ đơn giản, dạ có ăn gì cũng được, nói vậy nghe, ăn gì cũng được. Nhưng mà khi người ta mời khác vậy thôi hả? Quý vị thấy không? Mà từ cái vậy thôi đó hả, cái là ta lăn xăng, ta đi kiếm thêm. Cho nên chính cái chỗ đó mình khổ. Chứ nếu mà mình an phận biết đủ. Cho nên làm sao để giảm tham? Biết đủ là giảm tham. Không cần phải tuyên bố tôi lúc này khỏe lắm, hết tham rồi. Cái đó không có bảo đảm. Mình chưa làm thánh làm sao mình tin mình được, phải không? Quý chị nhớ và kể câu chuyện ông quan mà ông không có tham á. Ông sống một cuộc sống rất thanh liêm, không có bao giờ ông nghĩa là hối lộ của ai cả. Cho nên khi ông về hưu rồi ông nghèo rồi bà vợ ngày nào cũng có tiền mua rau cho ông ăn, mua thịt cho ông ăn. Ông mới hỏi và tôi không có tiền, mà bà ở đâu bà có tiền bà mua thịt mua rau ăn mỗi ngày vậy? Thì bà lúc này bà vợ mới nói thiệt. Bà vợ nói tôi nói mà ông đừng có rầy tôi nghe. Cái bữa đó ông sắp về hưu mà vợ chồng mình nghỉ đó, thì có một người kính trọng ông tới hỏi nhỏ tôi, ông tuổi gì? Tôi nói ông tuổi Tý. Thành thử họ mới làm con chuột bằng vàng á, họ tặng. Nhờ đó mỗi ngày tôi cắt một chút tôi bán, tôi nuôi ông. Ông nghe xong ông vỗ bàn cái bóp, nói sao bảo nó tôi tử sử. Giờ quý vị thấy con chuột với con trâu con nào bự? Lúc đó bắt đầu lòng tham nó khởi lên, phải không? Bà vợ thì nói thiệt, ông tử tí con chuột, chuột nó một chút à. Ông nghe xong nói sao bà, ông nói tôi tử sử mà con trâu là người ta làm nguyên con trâu vàng cho ăn tới lâu hơn nữa. Thì cái câu chuyện đó nó chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, nếu mà chúng ta chưa là phải là cái người chứng đạo đắc quả, còn là phàm phu thì tham vẫn còn đó. Nhưng mà cái chữ tham ở đây, phải không, là cái chuyện bình thường nếu chúng ta tham đủ xài. Cho nên muốn diệt được cái tham quá thì chúng ta tập thiểu dục tri túc. Ít muốn biết đủ. Bây giờ nếu mà nói là ở đây chúng ta nghèo, không nghèo nữa. Giàu, không có giàu. Nhưng mà đủ ăn không? Đủ ăn, đủ mặc, đủ sống. Thì nếu mà mình có cái phước hơn, tự nhiên cái đê nó trội. Còn nếu mình được nhiêu đó, mình cứ hưởng nhiêu đó. Nhiều khi mình muốn hơn, mình đem cái nhỏ đó của mình nghĩ mình làm cái việc kia để nó hơn. Nếu cái phước không có, nhiều khi nó mất hết. Cho nên á, tốt nhất á, có phước cứ làm phước, thì cái phước đó nó mới sanh. Quý vị thấy á, Phật dạy mình có tiền á, mình chia ra 5 phần. Thứ nhất là mình đầu tư làm ăn, giữ để dưỡng cho người thân, cúng dường tam bảo, giúp đỡ người nghèo. Thì khi mình có cái của đó mình chia đều ra.
Cho nên rồi hàng tháng mình vẫn ít nhiều gì mình cúng vào cho chùa để duy trì một cái ngôi nhà tâm linh, để khi mình khổ mình buồn có chỗ mình nương náu. Nhiều khi mình cần khóc lên đây khóc không ai biết. Khóc với Phật, khóc với sư cô. Ví dụ vậy. Cho nên rồi tham, sân, si là ba cái độc mà tất cả mọi người ai cũng có, người tu cũng có. Đừng tưởng thầy tu hết tham, đừng tưởng thầy tu hết sân, đừng tưởng thầy tu hết si. Bởi vì còn là phàm phu thì cái đó nó dẫn theo mình, nó theo mình, nó tu với mình. Ví dụ như hồi đó mình chưa biết tu á, trời ơi mình tham tiền, tham sắc, tham đủ thứ hết. Bây giờ mình biết tu rồi cái bắt đầu mình tham ăn chay, tham niệm Phật cũng là tham, nhưng mình đổi cái đối tượng. Hồi xưa mình tham đi chơi, giờ mình tham đi chùa, phải không? Hồi xưa mình tham mà nói chuyện phone, chuyện gì cũng nói cho nó vui, thôi giờ mình để dành thời giờ đó mình nghe pháp. Rồi bây giờ ví dụ mình thấy là tôi qua đây 20 năm, chuyện thị phi gì tôi cũng biết hết á, mà rốt cuộc tôi được cái gì? Tôi không được gì hết, tôi chỉ thêm phiền não thôi. Thôi bây giờ những cái chuyện đó tôi nghe 20 năm rồi, bây giờ tôi nghe pháp. Mà nghe pháp á, một bài pháp mình nghe xong á, không chừng một tiếng đồng hồ mình nghe lượm được cũng được vài cái câu thánh thiện bỏ túi. Rồi ngày mai nghe một tiếng nữa, gom lại 20 năm nghe pháp coi, không chừng làm pháp sư luôn. Không có cái chỗ nào mời lên giảng thị phi cho tôi nghe đó. Super thị phi. Người ta mời là người ta mời giảng sư, pháp sư. Thì mình cũng thế. Mình thật sự ra cái người giỏi không phải tự họ giỏi. Họ giỏi là tại họ chịu khó, họ thu gom. Chứ có gì giỏi tự nhiên nó giỏi đâu. Giỏi là gì? Giỏi sắp xếp, giỏi biết mình vướng cái gì bỏ, cần cái gì nhặt. Cái người giỏi là giỏi cái đó. Chứ khi không, khi không giờ giỏi gì? Thí dụ ta nói chờ anh đó giỏi lắm, mới qua đây có mấy năm mà khá giả. Họ giỏi cái gì? Họ giỏi đầu tư sắp xếp cái tiền bạc của họ. Họ biết xài đúng chỗ, đầu tư đúng chỗ thì họ giàu thôi. Rồi cái người đó nó chờ cái người đó giỏi lắm, học được tốt là do đâu? Thí dụ giờ cái người đó họ học yếu, trí nhớ kém, họ để thời giờ học nhiều hơn đi chơi. Thế cái người họ giỏi là, sở dĩ họ giỏi là tại vì họ giỏi sắp xếp, họ biết. Giỏi là tự biết mình như thế nào rồi tự lo cuộc sống của mình, cái đó giỏi đó. Thí dụ như mấy chị nè, không giỏi là sao biết sao không? Lo cho chồng, cho con, cho má chồng, cho gia đình mà vẫn có thời gian đi chùa. Nói chờ chị đó giỏi lắm, thấy không? Việc nhà, việc nước, việc chùa, việc gì sắp xếp cũng được. Một người có 24 giờ giống nhau, nhưng mà cái người giỏi xài 24 giờ đầu vô đó hết. Còn người không giỏi xài thì 24 giờ nó phí. Cái người biết vô bếp giỏi đó, luộc miếng rau, miếng xào, miếng canh mà họ có một cái rổ, cái nồi mà họ đủ 3 món. Còn mình không giỏi gì hết, vô luộc có một miếng rau, cái nồi, cái thau, cái rổ. Có người ta biết luộc miếng rau mà không có gì mà quá rắc rối. Thầy nhớ chữ giỏi nó từ đâu? Giỏi là tự mình giỏi, mình sắp xếp. Cho nên người tu, cái giỏi là giỏi cái gì? Giỏi là hay đó. Giỏi đó là biết mình vướng cái gì nên giảm cái đó. Thí dụ bây giờ mình biết á, mình nghe Phật pháp mình hay quên, nghe thì thích mà sao nghe rồi quên, thì mình mà sao mấy chuyện kia mình nhớ dai đó. Chị năm, chị bảy làm sao mình nhớ hết trơn á. Mình biết là cái này mình nặng rồi nè, thấy không? Thì bây giờ mình giỏi á là phải biết cái đó rồi giảm duyên nó đi. Mình biết vào lúc này mình sao nhiều người kiếm mình quá.
ai cũng có số phone mình, mà phone tới mình là ôi chuyện từ Đài Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, Đài Đông, đài nào cũng có mình hết á, mà hình như không đài nào mình tắt hết á, mình mở đài suốt, iPhone mình đài nào mình cũng mở được. Và mình biết cái này mình nặng rồi, thì thôi bây giờ mình phải giảm duyên này để tăng duyên kia. Ở đời á, thí dụ như là chiều hôm nay chương trình của đoàn Pháp Hòa đó là quý vị ăn cơm chiều xong rồi đi chợ đêm, thì Pháp Hòa nghĩ qua đâu có nhu cầu đi chợ đêm gì đâu, không. Nhưng mà hôm nay được cái duyên lên thăm quý vị thì Hòa nói quý vị Phật tử cứ đi chơi, Pháp Hòa sẽ đến đây thăm Phật tử ở đây. Thì hễ mình giảm cái đó thì mình mới có thời giờ mình làm cái việc mình muốn làm. Tu hành nó cái chỗ đó thôi. Thì bây giờ hãy mình giảm cái duyên đời, mình tâm cái duyên đạo. Mình giảm cái duyên thị phi, mình có thêm nhiều thời giờ nghe pháp tập tu. Mà quý chị, quý anh cứ nhớ, khi mình chịu khó mình mở một trang sách ra, không lẽ một trang giấy đó mình không lượm được chữ nào bỏ túi sao? Mình nghe một tiếng đồng hồ một bài pháp, không lẽ mình không được một câu nào sao? Mà cứ nghĩ đi, nếu mình chịu để tâm suốt tháng thôi chứ đừng nói 10 năm, 20 năm gì nữa, khác liền. Mình sẽ khác liền. Bây giờ không tin phải không? Về làm thử đi. Bây giờ thử đi, cho mình một tháng thử nghe pháp giảm mấy khác coi, mình sẽ thấy khác. Bây giờ Pháp Hòa chỉ xin quý chị làm gì là mỗi tối bận, thí dụ mình bận, gia đình mình khó đối với mình lắm, thì mình giỏi sắp xếp giờ giấc nào đó trong 5 phút, 10 phút ở một góc nào đó của cái nhà đó, mình vẫn có thể tịnh tâm niệm Phật được. Đâu có nhất thiết phải ngay tượng Phật đâu. Phật từ trong này Phật đi ra, vô góc phòng cũng được. Hồi nhỏ Pháp Hòa ham đọc kinh, mà mấy bà lối xóm đó, bà tám lắm, nói nhỏ đừng đọc kinh, gia đình xào xáo. Trời ơi, mẹ Pháp Hòa đâu biết gì đâu, nghe người ta nói tin, không cho đọc. Pháp Hòa lấy cái mùng căng lên một góc, căng hai góc, chui vô cái mùng đọc kinh. Căng lên bốn góc người ta thấy, căng hai góc thôi để phủ nguyên cái mùng xuống cái vách vậy đó, rồi ngồi trong cái vách lén đọc kinh. Vậy mà quý vị có tin không? Đọc hết cái quyển kinh đó, tự nhiên mọi việc nó yên hết, không còn ai dòm ngó gì mình nữa hết. Mình công khai tụng kinh. Lúc trước không có dám tụng, tại tụng người ta nghe, người ta về ta mét. Mà người ta mét thì mình bị rầy. Cho nên rồi mình lén đọc kinh. Từ cái tâm thành đó, tự nhiên rồi nó được như vậy. Khi Pháp Hòa qua đến Canada, Pháp Hòa sợ Pháp Hòa quên kinh đó. Đi lượm ba cái cuốn tập mà người ta xài, mà nó dư dư một chút lại gom ba cuốn lại, ngồi chép hết những cái kinh mình nhớ trong đầu. Sợ rồi lúc đó đâu có được mang kinh sách gì ra nước ngoài đâu, mà mình sợ mình quên, cho nên lấy tập chép lại hết. Nhờ như vậy cho nên sau này khi mình nhìn lại những cuốn sách đó, nó là cái gì nhắc nhở mình. Cho nên thí dụ như mình nhớ lại những cái khổ, những cái đau thương mà lúc trước mình gặp đó, quan trọng là cái cách mình nhìn cái đau thương đó. Nhờ đau thương này mà tôi mới vươn lên, tôi mới có được ngày nay. Cho nên tôi cũng cảm ơn cái đau thương đó. Chứ còn mình nghĩ tới đó cái mình khổ thêm, mình khóc thêm, nghĩa là mình không biết nhận diện. Phật dạy mình có con mắt chánh niệm, nhìn cái gì cũng là cái pháp để mình vươn lên. Thí dụ mình nhìn cái người đó, người ta khổ, mình nói chị yên tâm đi, cái khổ của chị tôi qua rồi, thấy không? Tôi được ngày nay, hồi xưa tôi giống hệt chị vậy đó. Bây giờ á, chị chịu khó, mà chị bây giờ còn có phước, chị khổ còn có chị em nâng đỡ. Hồi tôi mới tới tôi không biết ai, tôi ngậm nguyên trái khổ qua. Mà rốt cuộc tôi cũng qua khổ, phải không? Thành thử ra khổ sẽ qua, đừng có lo. Thì mình có cái cơ hội mình nói với người ta. Thử cái nếu mình nhìn lại, mình nhớ lại, mình khóc, mình buồn, thì rõ ràng mình không có chánh niệm quán khổ. Cho nên Phật dạy mình đó,
khi mình thấy mình khổ, từ cái khổ đó mình có cái tâm nguyện muốn chuyển. Cho nên nó tại sao cõi cực lạc có mặt, bởi vì chúng sanh chúng ta có một cái khuynh hướng là chạy trốn khổ. Vì vậy cho nên Phật mới nói có cõi cực lạc. Thấy không? Cõi cực lạc để chi? Để chúng ta có cái tâm vượt khổ, ráng đi con, ráng tới chỗ đó. Vậy thì cực lạc là một quá thành, một cái quá thành để dẫn dắt chúng ta. Những chúng sanh khổ quá muốn vui, Phật nói yên tâm, trên đời không bao giờ có gì vui tuyệt đối. Nhưng mà giờ nó đang muốn vậy, nói nó nghe, có một chỗ vui dữ lắm. Thấy không? Nhưng mà thật sự cái vui nào cũng phải từ cái sự chuyển hóa của mình. Bây giờ ví dụ cái người mà họ không biết thưởng thức cực lạc đi, họ ở cực lạc họ cũng vui không? Không, tại họ có biết thưởng thức gì đâu. Chứ cái người biết thưởng thức ngồi đâu cũng cực lạc. Khi mà tâm mình vui rồi, hỏi mình thí dụ bây giờ đãi mình ăn chay, trời ơi chay ngon vậy mà không biết ăn, người không biết ăn nó trời ăn gì dở quá, lạc lẽo quá, không có ngon. Tại sao cũng một dĩa thức ăn mà người ăn quá ngon mà người ăn dở? Vậy đâu phải tại cái dĩa đó nó dở đâu, cái quan niệm, cái nhận của mình. Khi cái người biết ăn rồi, chứ hồi đó mà ai biểu mình đi chùa sức mấy đi, trời ơi vô đó chán muốn chết, cái gì mà cứ gõ mõ tụng kinh rồi tối ngày. Nhưng mà khi mình thích rồi á, khi mình hiểu rồi, mình thấy thích, do mình thích cho nên mình đi mỗi ngày, mình tiếp tục mình tu. Cho nên á, cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ và nhắc hôm nay thôi, tức là thứ trước hết là mình phải thấy rằng mình đã từng ở trong cái duyên khổ, rồi thấy cái duyên nào mình nghĩ rằng mình sẽ bám nó để vượt khổ, và mình may mắn quá mình bám được cái duyên đó, mình vượt ra cái khổ. Nhưng mà tưởng đâu là tột cùng rồi, chưa tới một cái chỗ này rồi mình lại phải tiếp tục nữa. Để cái khổ này, khi mình vượt được cái khổ đói khát, mình qua một hoàn cảnh khác, mình gặp cái khổ gì? Khổ hoàn cảnh mới. Hồi đó tôi ở Việt Nam tôi nghèo dữ lắm, nhưng mà tôi không có khổ, tôi nói vậy cũng hiểu hết á. Qua đây cái gì tôi cũng có ăn, mà tôi nói ra người ta không hiểu. Thật ra quý vị thấy không, cái khổ là mình vượt được cái này nó mới có một chặng đường thôi, rồi mình sẽ còn một cái chặng đường khác nữa. Nhưng mà nhờ như vậy chúng ta mới lên được tới trên tầng này, chứ nếu không thì mình cứ lè phè ở dưới, có phải vậy không? Cho nên vì vậy cho nên á, tại sao khi chúng ta chắp tay nè, quý vị để ý khi mình chắp tay nè, là tại sao khi mà chúng ta chắp tay, chúng ta lễ, chúng ta đưa tay mình lên trán, mình lấy cái ngón cái này chấm ngay giữa này. Thí dụ mình muốn biết là mình đưa cao độ chở cỡ nào, thì cứ nhớ là khi mình đưa cái tay mình lên á, hai cái ngón cái của mình nó chạm đủ ngay chỗ này nè, phải không? Là đủ cái chừng mực đi xuống. Còn hễ mà đưa tay ở đây thì cỡ nào, có người không biết đưa lên vậy, có người không biết đưa xuống bụng vậy. Cái chỗ vừa đủ là cái ngón này để ngay chân thủy. Nếu mà nó ở cái ngực thì nó ngay chân thủy mình. Nó đưa lên cao ở ngay trán này. Thấy không? Khi mà hạ xuống là nó vừa cái tầm tay của mình xòe xuống để mình tiếp xúc được cái đầu của mình. Đó. Thì bây giờ quý vị thấy nè, thượng, trung, hạ. Phải không? Rồi mình muốn được cái thượng, mình muốn được cái chỗ cao thượng này nè, trước hết mình ngay đây nè, trung đạo nè. Phải không? Đưa ngay giữa đây. Rồi bây giờ mình đưa lên trên, lúc mình lễ Phật đó, mình đưa lên trán rồi mình đi xuống. Đây, đi toàn thân nè, tâm mình nè, khẩu mình nè, thân mình nè. Phải không? Ba cái này nó hợp lại đảnh lễ Phật. Cho nên mình mới nói trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Và mình lại xuống như vậy, ngũ thể đầu địa. Ngũ thể là năm phần của cơ thể. Một là hai cái cùi chỏ mình là hai rồi, tiếp xúc với hai đầu gối mình là bốn, cái đầu mình là năm. Ngũ thể thì năm phần của cơ thể tiếp với bàn chân của Phật
để mình hôn chân Phật hay là để mình nâng chân của Phật, đó là biểu tượng sự tôn kính. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta muốn cao trước hết mình phải hạ đó. Cho nên tại sao mà mình đưa, khi mình đưa xuống rồi thì hai tay mình lật xuống, trong khi mình đi xuống đất á, hai tay mình hạ xuống. Khi tay mình chạm đất rồi, đầu mình chạm đất rồi, bắt đầu mình lở lên, thấy không? Đó, mình buông xả được, thấy không? Thì mình mới có cơ hội mình mở lòng. Đó, rồi khi mà mình muốn được cái cao đó, là cái chỗ này nè, muốn được cái chỗ này, trước hết mình phải khiêm cung hạ mình. Cho nên mọp hết cái thân mình xuống. Ở trong đạo tràng tu học cũng vậy, không có ai hơn ai hết, người nào cũng bình đẳng với nhau hết. Bởi vì Phật xác định là tất cả mọi người bình đẳng. Chính cái ý nghĩa bình đẳng mà chúng ta tới chùa chúng ta ngồi dưới đất, chính cái ý nghĩa bình đẳng mà tới chùa chúng ta mặc áo tràng. Áo tràng để làm chi? Ôi lỡ bữa nay chị mặc áo tím, áo đỏ, áo xanh, đủ thứ màu sắc, mà hễ mà ngồi đó rồi mày ngó qua ngó lại cái bắt đầu mình thấy người này hơn người kia. Tôi không cần biết anh mặc đồ gì ngoài đời, nhưng anh vô chùa rồi tất cả một màu lam, một loại áo, để nói lên cái tâm bình, cái tướng bình đẳng. Tướng bình đẳng từ cái mặt, cái ngồi. Cho nên mình để ghế là trừ những người đau chân, yếu chân. Còn mình ngồi đất được. Cái căn bản đó, cái pháp căn bản của chùa Việt Nam là ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất để làm chi? Bình đẳng với nhau hết. Mặc áo tràng để làm chi? Bình đẳng với nhau hết. Không? Tại sao mình để hai cái đèn? Mình với Phật giống nhau. Phật cũng phàm phu giống mình, mà Phật tu Phật thành. Vậy thì cái trí tuệ của mình và trí tuệ của Phật giống nhau. Nhưng mà có điều mình á, Phật thì ráng chùi lao để cho cái đèn này sáng, còn mình thấy sáng kể để đi còn tốt mà. Đến khi nào mà một ngày thấy bụi bụi không sao đó, để đi mai chùi. Rồi thấy tuần bụi bụi không sao đó, tuần sau chùi. Để riết cái nó dầu đổ bay lên táp cái chùi cũng được, thôi làm biến quá, để luôn. Thử là mình nguyên si đó à. Cho nên nhớ mình được cái duyên vượt cái khổ của cuộc sống rồi. Rồi bây giờ cái thứ hai là mình được cái duyên vượt cái khổ tâm. Bây giờ cái quan trọng là chúng ta còn trân quý cái duyên đó để chúng ta tu mỗi ngày mỗi tinh tấn. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn cỡ nào, nếu lòng mình muốn, mình vẫn có thể sắp xếp được cái duyên để mình tu. Đó là những điều Pháp Hòa muốn thưa với tất cả quý anh chị. Hôm nay đủ duyên mình gặp nhau, không nói những cái chuyện gì cao xa, mà chỉ nói rằng nhân cái duyên mà Pháp Hòa được gặp quý chị, quý sư cô ở tối đó, mà chúng ta được cái này. Thì quý vị thấy không, tất cả duyên nó đủ, mà chúng ta nắm được cái duyên đó thì mọi việc nó sẽ tốt. Thì nhớ là mình là một người Phật tử, phải không? Mình được cái cơ hội sống ở một cái hoàn cảnh tốt, đó là cái phước của mình. Thì hãy dụng cái phước này thêm nữa, làm thêm nữa để phước này không có mất. Còn nếu không, mình nghĩ mình có trong tay tiền nhiều quá, mình xài mà quên để dành, quên đi làm thêm, thì có ngày nó hết. Tiền mà tỷ phú mà xài cũng có ngày hết, nếu người đó không biết tiếp tục. Chứ cái nhớ là cái phước mình còn mong manh, mới có khá khá thôi, chứ chưa phải là quá nhiều. Thì đừng có lãng phí nó, thì nó sẽ uổng đi. Thì chúc tất cả quý vị sức khỏe. Thì Pháp Hòa nói chút ít thôi. Là nếu mà trong đại chúng có ai có những câu hỏi gì trong Phật Pháp, thì chúng ta có thêm được 15-20 phút gì đó để cho quý vị đặt một vài câu hỏi liên quan đến sự tu tập của mình. Dạ, trước khi chúng ta chấm dứt. Rồi, trong chúng có ai có câu hỏi gì không? Dạ, mời chị. Thầy, cô tên là Trần Ngọc Trinh.
Tại sao ngày hôm nay mới nãy con vừa nghe thầy nói thầy đi với đoàn mà hôm nay để cho đoàn đi chợ đêm, rồi thầy tới đây thăm Phật tử của tụi con ở đây, tụi con rất là cảm động. Thật ra ngày hôm nay con chạy từ bên Thiền Tông, con chạy qua tới bên này. Bên nãy con tới trễ 8:30 con mới tới, mà trong lòng con rất là tiếc luôn. Với lại con nói cái lòng thành của con là ngày con thường coi trên cái YouTube nghe thầy giảng, con nghe tới nghe lui có một đoạn là con rất là cảm động. Ở trong đó là dạy trẻ con. Rồi con có tới con lùi qua cái đoạn đó làm cho con rất là cảm động. Rồi con cũng có nghe lời bên trong của thầy giảng đó, là cho nên con lấy cái lời dạy đó mà con dạy cái hai đứa con của con. Cho nên con cảm thấy đó là lời thầy dạy rất là tối. Cho nên ngày hôm nay đáng lẽ ra là buổi tối ngày hôm nay đó là cái tiệc sinh nhật của con. Rồi cũng có mời một số chị em, cho nên bất chợt cái sáng này con nghe thầy nói thầy tới rồi, con nói quýnh quá, con nói làm sao giờ đây. Ê, con điện thoại lập đặt điện cho chị Như, chị Như ơi, chị Như có đi không cho em đi với. Xong rồi cái em con mới điện thoại trong nhóm với chị em đó là hôm nay là có duyên thầy, thầy tới đây rồi, chị em mình đi nghe thầy và thăm thầy. Cho nên ngày hôm nay mà được ở đây gặp thầy, con cảm thấy rất là vui. Cảm ơn thầy tới thăm tụi con. Vậy là hôm nay mình ăn sinh nhật lớn. Lẽ ra có mấy người ăn sinh nhật mà giờ cả 100 người ăn sinh nhật mình luôn. Trong nhớ là mấy chị em con mình đến đây thăm thầy luôn. Rồi, có ai có câu hỏi hay phát biểu gì không? Dạ, mời chị. Bị cho đá là đây chị ơi. Đây. Đúng kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và với mỗi người khác chứ. Mở rồi, để sáng đi. Dạ. Con cũng thường nghe thầy giảng trên YouTube á. Lần đầu tiên gặp thầy con rất là cảm động. Trong tâm con luôn ước gì thầy đến cao phục mình một lần, nhưng ước nguyện con đã thành sự thật. Xin cảm ơn. Hôm nay khô chưa? Nước ngoài khô. Dạ khô. Con hỏi gì? Bình tĩnh. Có một lần nữa con kính chúc thầy và tất cả các anh chị em được nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lành. Cứ ngồi cũng được. Dạ. Kính bạch thầy, con không danh là Đức Khoa. Thầy cho con hỏi là con có một người chị bạn là chỉ đi theo là Nhất Quán Đạo. Nhưng mà trong cái thời gian mà đi Nhất Quán Đạo thì cái tiếng mẹ đẻ của mình với cái tiếng ở bên đây là chỉ nghe không có được. Nhưng mà chỉ biết con đó là Phật tử của chùa Kỳ Đài. Thì có con có giải ý là muốn chỉ đi, nhưng mà chỉ nói là chị rất là muốn đi nhưng mà sợ vô trong cái chùa vị tài của mình đó là chỉ mang tội. Con nói là cái với Quán Đạo với là Phật giáo của mình là hoàn toàn không có giống. Chị mới nói là đều là Phật giáo tại trong đó là có Phật Quan Âm. Thì bây giờ con theo cái ý con đó là con nghĩ là Nhất Quán Đạo với là Phật giáo của mình là không phải là chung một. Nên bây giờ con muốn hỏi thầy là cho con biết ý kiến là
nếu bây giờ chị muốn về Phật pháp của mình, chị quy y thì chị có tội hay không? Mà như quán đạo và Phật giáo của mình là có phải là một hay không? Ngô Đại Quang nghĩ vậy. Thưa quý vị, là ở Đài Loan này á, có một cái tông phái gọi là Nhất Quán Đạo. Thì cái tông này người ta thờ Phật Di Lặc, người ta cũng có ăn chay, nhưng mà cái chủ trương người ta đó là không có cần người xuất gia. Thì cái mình nhớ vậy nè, thật ra Nhất Quán Đạo họ cũng từ Phật giáo thôi, nhưng mà cái có thể một cái quan niệm nào đó họ làm một cái tông riêng cho họ. Nhưng mà nếu mà nói là khác thì khác ở cái cách họ hiểu Phật, rồi họ cái cách họ hiểu Phật, rồi cái cách họ hướng dẫn nó khác, chứ còn thật sự cũng từ Phật giáo. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ như là mình cùng hiểu một bài kinh đó, nhưng mà một người á thì giảng rốt ráo được cái nghĩa của cái bài đó, nhưng cái người kia thì giảng ở cái nghĩa đơn giản, cái nghĩa rất là sơ cơ để giúp đỡ một số người nào đó, người ta không thể có khả năng hiểu cao hơn, nhưng mà nó cũng bài đó đó. Rồi cái mình người lâu ngày cái nó thành ra một cái tông, một cái nhánh gì đó, chứ còn thật sự ra không khác. Còn nếu như người đó không cần phải quy y hay là làm gì theo Phật giáo hết, bình thường một Phật tử muốn đi thăm một ngôi nhà thờ cũng không có gì có tội với Phật. Ngược lại một vị con chiên nhà thờ đi vô chùa Phật giáo thăm viếng cũng không có gì có tội. Nếu một vị thánh thần nào đó bắt phạt đệ tử mình tại vì nó đi qua thăm chỗ khác, thì vị đó thánh thần này lòng từ bi chưa đủ. Thí dụ như bây giờ mình là Phật tử đi vô cái miếu, ở đây nhiều miếu lắm nè, ở đây miếu dưới cung, phải không, miếu dưới cung. Mà thí dụ bây giờ mình đi vô thăm cung nào đó, miếu nào đó, cái về cái Phật giận, Phật nói đừng cầu tôi nữa, ngày bữa nay tôi cũng phù hộ. Thế mình nói ủa Phật này đâu, Phật là mình đi để mình biết thôi, nhưng mà mình vẫn hiểu được ở đây là ở đâu, chứ còn không phải là mình vì kỳ thị hay là vì bài xích người ta mình không đi. Mình là Phật tử, mình biết Phật dạy mình cái chỗ rốt ráo. Thật ra cung thánh thần gì đó cũng đều nằm ở trong thập pháp giới của Phật hết. Thấy không? Ví dụ mình tu thập thiện, mình về cõi trời. Mình tu năm giới ở cõi người. Mình tu lục ba la mật là Bồ Tát. Ví dụ vậy. Cho nên quý vị, thí dụ mình có bạn bè, họ có đi chùa với mình, họ thậm chí học Phật pháp, học giáo lý để ứng dụng sống tu, không có gì tội hết. Tại vì người ta nghĩ rằng á, đây là cái đạo, đạo này chống đạo kia, thành thử rốt cuộc rồi á, nó có cái khoảng cách. Chứ Phật giáo á, không phải là một tôn giáo, một cái đạo giáo có thần thánh gì hết á. Mình hiểu Phật giáo là sao? Là một cái cách dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta, giáo dục chúng ta sống tốt. Chứ gọi là Phật là gì? Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Giáo là dạy, giáo dục á, dạy dỗ, hướng dẫn cho chúng ta sống tỉnh thức, chánh niệm là đạo Phật. Pháp Hòa ví dụ á, cuộc sống mỗi ngày chúng ta vẫn nói chuyện, nhưng chúng ta không đủ chánh niệm, chúng ta nói tới đâu người ta khổ tới đó, nói tới đâu người ta buồn mình tới đó. Bây giờ mình theo Phật, Phật dạy mình tập nói năng như thế nào, dùng từ ngữ ra làm sao để cho người kia bớt khổ, bớt buồn. Chứ Phật đâu cấm nói, nhưng mà nói cái gì có lợi ích
thiết thực thì hãy nói. Nói mà không lợi ích cho ai nói làm chi. Đó. Rồi mình vẫn ăn. Ôi cha mình ăn. Bây giờ Phật dạy mình ăn cái gì để làm cho thân thể này khỏe mạnh, tâm hồn này khỏe mạnh thì mình nên ăn. Chứ Phật đâu cấm mình ăn. Nhưng mà Phật chỉ cho mình lựa cái nào ăn cho tốt. Cũng giống như bác sĩ vậy đó. Mình phải gặp bác sĩ, mình nói bác sĩ ơi, món đó ăn được không? Nói ổng nói ăn được, nhưng mà bệnh của chị là bệnh tiểu đường, chị ăn ít thôi. Thì Phật dạy mình ăn nhưng mà ăn có chánh niệm. Phật dạy, Phật đâu có cấm mình đi chơi. Nhưng mà mình đi chơi có chừng mực. Mình đi chơi mà mình biết bổn phận của mình thì cái đó đâu có lỗi. Còn nếu như mà mình không có lời dạy của Phật là mình cũng chơi, nhưng mà thêm hai chữ cuối nữa, xả láng. Phải không? Còn Phật ở đây Phật nói đi chơi mà có bổn phận thì đi, nhưng mà biết mình còn phải về lo gia đình nè, có con nè, có ví dụ vậy thì đâu có lỗi. Cho nên đạo Phật là hướng dẫn chúng ta có một cuộc sống chừng mực. Mà hễ ngày nào con người còn khổ, ngày đó đạo Phật còn có mặt để dẫn chỉ cho mình sống làm sao để vượt những cái khổ đó. Quý anh chị thấy, nếu mà quý anh chị không có Phật pháp coi, làm gì mình được như ngày nay. Mình khổ quá chừng quá đất luôn, mà nhờ Phật pháp chỉ dẫn cho mình làm sao mình vượt khổ. À, thành thử không sao hết. Không có khác. Khác là tại vì người ta nghĩ, người ta muốn lập nó riêng vậy thôi. Chứ còn nếu mà đi tới cái chỗ đại thể rồi giống, mà nếu mà nói theo một cách khác, đã là nhất quán thì làm gì có chuyện phân biệt nhị quán ha, ba quán gì nữa. Phải không? Nếu dùng cái chữ là nhất quán, tức là mình đưa về cái tâm mình một cái chỗ đó thôi, thì cùng một cội nguồn đó, chứ không có gì xa biệt. Nhưng mà thôi thì tùy cái duyên của mọi người. Người ta có duyên đâu mình không có chống, nhưng mà mình vẫn có quyền mời người ta về chùa. Nhưng cũng có thể nói người ta không có gì tội lỗi hết. Ví dụ như bây giờ mình vô chùa Phật giáo chính thống đi, có tượng Phật Di Lặc để lại không? Có. Thì bây giờ nhất quán đạo thờ Phật Di Lặc, thì mình có vô đó mình gặp Phật Di Lặc mình xá cũng có sao đâu. Phải không? Trong Phật giáo vẫn có Đức Di Lặc mà. Thì các vị đó có tới đây lại Phật Di Lặc, lại Phật Thích Ca. Mà Phật Di Lặc ở đâu ra? Do ông Phật Thích Ca giới thiệu. Chứ Phật Di Lặc chưa ra đời mà. Phật Di Lặc là Phật tương lai, mà không nhờ Phật Thích Ca giới thiệu thì ai biết Phật Di Lặc là ai. Cho nên tới chùa mình lại Phật Thích Ca cũng được nữa. Cảm ơn Ngài, nhờ Ngài mà con biết ông Phật của con. Thôi nói lớn được rồi. Thôi Phật, con xin hỏi thầy. Bạn con, cha bạn con mất cho được 100 ngày rồi, nhưng mà bạn con trong lòng rất là lo buồn và nhớ tới cha. Vì không biết cha bây giờ là đang ở cõi nào. Nhưng mà bạn con có nằm chiêm bao trong vòng 49 ngày, làm có lễ chay tăng. Và bạn con có nằm chiêm bao thấy cha toàn bộ bên cạnh là hậu quang. Dạ, con xin thầy cho bạn con biết được động viên của bà con. Tôi biết là bây giờ bà đang ở đâu không ạ? Lát tối về cho biết. Thật sự ra đó, bây giờ ba ở đâu mình không biết. Nhưng mình nằm chiêm bao, mình thấy ba có được những cái ánh sáng đẹp là mình biết ba ở cõi lành. Hiểu không? Tức là theo như lời của chư tổ, kinh nghiệm nhắc nhở mình, khi mình nằm chiêm bao, mình thấy người thân có những cái hiện tượng như là trong cảnh tối tâm, đói khát, đau khổ, thì có thể người đó vẫn còn ở trong cảnh khổ. Người đó về cho mình một cái sự giống như là cho mình thấy để mình trợ duyên hồi hướng cho người đó thêm. Còn nếu bây giờ mình thấy người đó tươi tắn, khỏe mạnh, vui vẻ hay là sáng suốt gì đó một, là mình biết là người không biết ở đâu, nhưng mà biết người đó ở trên không có ở dưới à, cho nên yên tâm. Dạ. Dạ mời chị. Dạ,
Bạch thầy cho con hỏi thăm, thầy giảng cho tụi con nghe chữ minh sư là gì ạ? Muốn gặp được bậc minh sư, hai chữ minh sư ý nghĩa là gì? Theo cái nghĩa thông thường quý hiểu minh sư là gì? À, minh sư là gì? Sư là thầy, minh là bậc thầy rất là sáng suốt. À, tức là thầy nào trắng là kêu minh sư. Thật ra đó, cái chữ minh sư á, cái nghĩa thương giản mình hiểu thôi, là một người thầy sáng suốt. Sáng suốt đây không phải là người thầy đó thông minh. Minh sư là một người thầy luôn luôn dẫn dắt cho mình đi trên con đường của niệm, của định, của tuệ. Thí dụ như minh sư thì không bao giờ dạy mình những cái ý nghĩa mê tín, hay là cho mình những cái gọi là sai lạc cái ý hướng để mình tu tập không có được khá hơn. Không phải là thầy đó thông minh là kêu minh sư đâu. Minh sư là cái người sống hàng ngày, mình thấy người đó sống qua ba cách: nghĩ, nói, làm. Ví dụ như mình thấy vị đó thường hay nổi sân, chưa chắc người đó là minh sư. Tại vì sống bằng cái tâm niệm sân thì sao dạy mình đừng sân. Hay là mình gần gũi người đó, mình thấy người này sống có nhiều tính toán, mưu toan, nó không có đúng với cái đường lối tu tập, cũng không được. Thấy không? Chứ không phải là người đó thông minh. Thôi bây giờ như thế này nè, tùy theo cái mỗi người có một cái hạnh, rồi mình thấy cái hạnh đó của cái vị đó sống mà nó có thể giúp cho mình tăng trưởng được cái niềm tin, cái đức, cái hạnh thì là minh sư. Chứ không phải người đó thông minh, có bằng cấp nhiều, học giỏi, không phải. Cái đó chuyện thế gian. Ví dụ một người thông minh mà họ không sử dụng đúng, không chừng họ xài cái thông minh của họ mưu toán nhiều thứ, cũng đâu phải minh sư. Minh sư là cái người luôn luôn nói làm dựa theo niệm định tuệ. Ví dụ người đó hướng dẫn cho mình một cái trí sáng, và luôn luôn hướng dẫn cho mình sống bằng cái tâm niệm của từ bi, luôn luôn nhắc nhở mình sống bằng cái tâm niệm, bằng cái cách sống của chánh niệm, thì đó là một vị minh sư. Chứ còn không phải là người đó thông minh, học giỏi, có bằng cấp nhiều, hay là thậm chí chùa to Phật lớn cũng chưa chắc. Mà quan trọng là mình ở gần vị đó, mình học được cái gì. Bằng ngôn giáo, tức là lời nói, bằng khẩu giáo đó, bằng ý giáo, tức là cái cách, và bằng thân giáo là cách sống hàng ngày. Ví dụ như á, mình thấy hàng ngày vị đó không có ai tới đây, vị đó vẫn cầm chổi quét nhà, lau bàn Phật. Khi có việc gì chị em với nhau, không học tới học lui. Minh sư là người luôn luôn thấy biết đệ tử mình nó có khó khăn này, không bao giờ nói cái mà cố gắng dàn xếp hết để cho chị em huynh đệ đề huề, chứ không phải tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia. Cái đó không phải là minh sư. Minh sư là phải hiểu rõ căn tánh của đệ tử, rồi dàn xếp làm sao cho đệ tử nó yên thấm, chứ không phải là trời sư thấy, thầy thấy con thật thà quá mà sao không chơi với đứa bạn trời ơi quá. Đó, bữa nó tới đây nói con nãy kia nọ, nói vậy cái nó dễ ghét nhau. Rồi cái nó lôi mình ra. Sư có nói, thầy có nói đâu. Không nên. Tức là mình biết căn tánh của mọi người để chúng ta dàn xếp. À, cho nên kia, mình gần vị đó là học được nè, khẩu giáo, ý giáo, thân giáo. Hôm nay được đủ duyên lành để tới gặp thầy Thích Pháp Hòa. Con thường xuyên
coi ở YouTube hoặc Hoàng Lũ trên mạng thấy thầy mỗi ngày con đều nghe thầy thuyết pháp. Hôm nay con muốn hỏi thầy một câu, giống như là mình ăn chay á, những cái thức ăn mà hành tỏi, hành tây với lợ sữa với lợ trứng, mấy cái thức ăn nó thường nên ăn không thầy? Ăn có đúng hay là sai? Cảm ơn thầy. Câu hỏi là khi mình ăn chay, mình có được ăn hành, ăn tỏi, ăn trứng, ăn sữa không đó? Thì thưa đại chúng, thật ra thời của Đức Phật, Ngài không phân biệt là củ hành hay củ tỏi hay là thịt hay là đậu hũ gì hết. Phật đi khất thực, ai cúng gì Phật dùng nấy. Cái phong trào ăn chay, chế độ ăn chay là sau này các vị tổ đề xướng rồi hướng dẫn, mà đa phần là các chùa theo Phật giáo Bắc Tông, tức là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, những cái đó, những cái đất nước thuộc phía Bắc Ấn Độ. Phật giáo mà ở phía Bắc Ấn Độ chúng ta là Bắc Tông đó, ăn chay. Và các tổ kinh nghiệm thấy rằng ở trong chất hành hẹ tỏi đó, cái chất kích thích nó nhiều, cho nên các tổ khuyên mình nên giảm. Thí dụ mình ăn nhiều, thì đặc biệt là người tu, thứ nhất nếu mà nói về thân thể thì nó hôi, hơi thở mình hôi, mồ hôi mình nó hôi. Còn nếu mà nói về cái sự sinh lý tu tập thì nó nặng cái đó, thì nó làm cho cái người tu mình cái đó nó hơi mạnh, thì mình sự tu tập nó khó hơn. Cho nên các tổ kinh nghiệm mà nhắc nhở chúng ta giảm cái đó đi. Cái thứ hai nữa đó, về sữa, về trứng thì cái đó tùy theo sức khỏe của mình, thấy không? Vì nếu mà mình vì cái cơ thể mình nhu cầu mình cần uống sữa để có cái chất bổ xương, để mà duy trì cái sức khỏe trong sự đời sống hàng ngày tu tập, thì cái đó không có sao. Ăn thua là chúng ta biết được, chúng ta sử dụng nó ở trong cái, thí dụ như sữa không có gì lỗi hết, cần uống mình cứ uống chứ không có cử. Còn cái chuyện do cơ thể mình không ăn được thì mình tránh, chứ không phải là mình uống sữa hay mình ăn trứng mà có tội, phải không? Thí dụ bây giờ mình nói các vị bên Nam Tông á, như là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, người ta có ăn chay ngày nào đâu, người ta ăn mặn 100% mà, thấy không? Ăn gà thịt rồi người ta ăn bình thường. Nhưng mà tại sao? Tại vì cái đó là người ta không có nhu cầu, ta đi khất thực, ai cúng gì người ta dùng đấy, thì các vị cũng tu hành được thôi. Cho nên cái việc ăn chay, ăn mặn, ăn tỏi, ăn hẹ vậy đó, đừng có sợ ăn vậy mắc tội. Có điều là mình nên giảm nó để mình đỡ cực hơn trên vấn đề tu hành của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ mình tụng kinh, mình tụng kinh mà mình mở tivi có tội không? Không có tội, nhưng mà nó làm cho mình khó định tâm. Cho nên mình tụng kinh mà nếu mình ai tắt cái tivi đi mình tụng dễ hơn. Rồi thí dụ bây giờ mình ăn mặn mà mình ngồi chung với mấy người, xin lỗi, mình ăn chay, mình ngồi chung với mấy người ăn mặn mình có tội không? Dạ. Không tội, nhưng mà có điều là mình chưa thuần thì mình còn dòm ngó kia. Đấy không? Rồi hoặc là người kia dòm ngó mình, rồi còn so sánh hay là còn chê, thì mình mới tập tu. Cái gì mình giảm được mình giảm để mình cái này nó tốt hơn thôi. Thí dụ như á, các thầy cũng vậy, không phải cấm tuyệt đối không cho quý thầy nghe nhạc, nhưng mà những bài nhạc nào nó tính có tính chất tình sầu đứt ruột, nghe riết cái mình cũng nhiễm. Thí dụ như riết thì tự nhiên những bài nhạc đó đâu vô trong đầu mình, anh ơi nếu mồng không thầy không lẽ giờ thầy tu mà cứ ngồi đâu nói em ơi nếu mồng không thầy. Mà nếu mà đang quét nhà lao bằng Phật mà hát đó, cái tự nhiên Phật tử đâu vô nó trời ơi, nay ai hát vậy? Nó là ông thầy. Thì nó đâu đúng đúng không? Thành thử mình nghe không có tội, nhưng mà mình nghe lâu ngày nó nhiễm cái đó, nó đi vô trong cái tâm thức của mình.
cho người tu giảm cái đó. Thí dụ lâu lâu có nghe chút vui thôi, giải trí thôi, nhưng mà nghe hoài nó thấm. Ngược lại mình nghe kinh, thấy không? Mình nghe kinh thì nghe lâu nó thấm, mà cái lời kinh nó giúp mình chuyển hóa, phải không? Thí dụ như bà, hơn nữa, một thầy tu thì phải ra thầy tu, mà người đời ta có đó không sao. Thành nữ mình đã chọn con đường tu thì những cái gì nó không thuộc cái lãnh vực của người tu thì mình phải xa nó chừng nào tốt chừng đấy, vậy thôi. Ví dụ quý Phật tử ngoài đời, quý vị có ăn không có tội, nhiều có điều mình thấy mình ăn nhiều nó cũng cực nhọc cho mình thì thôi mình giảm đi. Cái đó là kinh nghiệm của chư tổ hướng dẫn cho mình, vậy thôi. Chứ quý vị cũng không có gì mà mình thấy ai ăn mình không phải nói ăn dễ tội đó. Mình không khéo á, người ta nói đạo Phật riết rồi sao giờ sợ quá, vô chùa đụng gì cũng tội hết. Có nhiều người ta đâu dám đi chùa đâu. Hỏi sao không đi vậy? Trời ơi, sống ở đời không có nhiều phước hết, mà vô chùa đụng gì cũng tổn phước hết, thôi ở nhà luôn. Hiểu ý không? Ví dụ đi ngang Phật quên cúi đầu cái tội. Ví dụ vậy đó. Rồi lỡ lấy cái chén, không phải là mình quy định là chén này cúng Phật, lỡ lấy cái chén cúng Phật ăn cơm cái tội. Cái riết rồi không dám vô chùa, tại vì đụng vô gì cũng tội, đụng vô gì cũng tổn phước hết. Thành nữ mình không khéo cái mình biến đạo Phật mình trở thành ra một cái đạo mà đó rảnh lắm, ngồi tối ngày cứ bắt ai tội ai tổn phước. Không phải vậy. Cho mình hiểu đạo Phật. Quý vị cứ nhớ vậy nè, những cái gì chúng ta đang làm chỉ một chút bày tỏ lòng của mình đối với Tam Bảo thôi, chứ nó không phải là cái chính yếu của đạo Phật. Cái chính yếu của đạo Phật là làm sao tu tập để cho mình an vui, giải thoát hết khổ. Cái đó mới là cái chính yếu. Còn cái gì chúng ta làm lên, ví dụ như cúng Phật bằng nước lọc, trái cây đơm cho cao, cắm hoa cho đẹp, thắp đèn, trang trí, đó là những cái lòng của mình để mình nói lên cái sự nhớ ơn của mình đối với Phật. Chứ còn Phật giáo không phải cái đó, phải không? Cái cốt yếu là chúng ta nhận được lời Phật, chúng ta sống. Còn mấy cái hình này, mấy cái vụ này nè, như nãy quý vị bưng bông, bưng nhang rồi lên rồi đó. Bây giờ không mời em cũng nói vậy. Đâu phải đợi tới cuốc cuốc ba cái rồi hôm nay đủ duyên rồi tác bạch rồi xin thầy nói pháp. Giờ mời tôi nói. Cái đó là cái lễ, có mời mới có nói. Quý vị không có chỗ, quý vị đứng xá cũng được nữa, thấy không? Còn mình làm cái gì đó là một chút hình tướng để mình nói lên cái tâm mình thôi. Ví dụ mình mời khách tới uống nước mà mình để ly nước nó hời hợt thì tự nhiên mình chưa đủ bày tỏ cái lòng trân trọng. Cho mình rót ly nước, mình để một cái dĩa, rồi mình hai tay mình mời, mình nói dạ mời bác uống nước. Còn nếu mà con mình nhà nói uống gì uống đại đi. Nếu mà khách tới đó mình nói vậy cái người ta buồn. Đó, đại khái vậy thôi. Rồi chị ở dưới nha. Dạ. Được gặp thần tượng. Thật sự đúng là thần tượng. Rất là tin bao đấy. Xin thầy cho con hỏi. Con á là thường ngày là con mở con bán quán ăn Việt Nam, nhưng mà hàng ngày cuộc sống của con với cùng hai đứa con của con, và con của con á là đều biết nói tiếng Việt, nên nó con mỗi ngày con dọn quán lên, rồi con gái của con học, rồi con trai của con đi làm, là một ngày lên được tới trên gác là khoảng 12 giờ trở lên. Nhưng mà mỗi khi con đầy hàng ngày con đều biết cách để con biết cách con làm sao con dạy con biết đạo đức, tại con biết nói tiếng Việt. Rồi trong thời gian mà đi lên đó là chuẩn bị đứa thì đánh răng súc miệng, đính đứa thì lo chuẩn bị tắm rửa. Nên con hay mở những cái đoạn mà trước tiên con muốn dẫn dụ con của con đó là con lựa những cái khúc mà vui á, cái khúc mà thầy nói những cái câu chuyện vui này thì làm cho
còn con nó chú ý nó nghe trước, làm nó mới nghe, nó chịu nghe chứ thôi mình mở mà nó giảng này kia con nít nó nhạt mà. Nên hàng ngày mà trong nhà tắm toilet hay là những cái sinh hoạt mà không có được hay á thầy, mà để cho con nó nghe hoặc là con cũng nghe vậy, con cũng sợ là mình bị hơn tội hoặc là mang cái nghiệp gì. Giống như cha của con cũng là bên đạo Chúa mà con cũng dụ cha con vậy, em cũng không dụ bằng cái cách con lựa những cái bài giảng nào mà nghe được vui á, con cố ý con ở tới bên á, con cắt khúc cái đó con nghe cho cha con nghe. Trước khi cha con mà cha con nóng tính dữ lắm mà cha con nghe được cái đoạn mà của thầy á, nói Nam Mô Di Đà Phật, tôi xin nguyện đem công đức đó đến cho tất cả mọi người, nhưng mà đừng có đem công đức cho tới cái bà kế bên sạch. Cha con nghe vậy, cha con chiều á, cái cha con nói bắt cái ông hồi tối đó đi. Nhưng mà con với em gái của con cũng thích được đi chùa, con không biết nữa nhưng mà con cũng rất là thích. Tới giờ con cũng muốn là con được cùng con hai con được quy Tam Bảo, nhưng mà chưa có đủ được cái duyên dạ. Nên con xin hỏi thầy cho con hàng ngày như vậy á, mà lên những cái sinh hoạt mà không được trang nghiêm mà thầy cho con biết đấy. Hôm nay đáng lẽ con không có nói trước mặt hai con nó biết hiểu được cái mánh khóe của con. Dạ, nhiều cách con, mọi người á, ai cũng suy nghĩ để làm kiếm tiền, con cũng vậy, nhưng mà hằng ngày á, trong hằng ngày là con, cái tâm niệm của con biết là con suy nghĩ để làm sao để con dạy con. Và thật sự con của con cũng rất là ngoan, thật sự là ngoan, nhưng mà con thật sự như mình phải được dạy, thầy cho con biết điều này. Thì nãy giờ quý vị cũng nghe chị trình bày, tức là chị tìm mọi cái phương tiện, nói theo nhà Phật ha, phương tiện để mà mình, phương tiện là gì? Là những phương pháp nào tiện lợi nhất để giúp người. Và đã là phương tiện thì phải thiện xảo. Thiện xảo là gì? Là khéo léo, tinh tường. Ví dụ mình nhìn cái bức hình đó, mình nói trà cái bức hình này quá tinh xảo. Chữ xảo này không phải xảo nguyệt, chữ xảo này là đẹp, khéo lắm, sắc xảo lắm. Thì ở đây cũng vậy. Ví dụ như mình ăn cơm, mình mở về pháp, hay là mình nấu ăn, mình mở pháp, thì chỉ nghĩ rằng mấy cái đó là thuộc lĩnh vực không có trang nghiêm đó. Mình mở pháp như vậy có lỗi không? Đâu có lỗi gì đâu. Đã nói là mình tùy cái hoàn cảnh mình nghe pháp. Thí dụ như bây giờ mình đang ở trong một cái đạo tràng trang nghiêm về nghe pháp nè, thì không thể nào mà vô đây nghe pháp rồi bưng theo rổ rau ngồi lạc sẵn dịp. Ở đây là một cái trường hợp nó đang như thế này thì nó khác. Còn mình ở nhà mình mở YouTube lên, rồi mình vừa nấu ăn hay mình làm việc gì đó mình nghe, mà con cái mình cũng cùng nghe, thì cái đó không có lỗi. Ăn thua là mình, cái tâm niệm của mình mở pháp để làm gì? Muốn hướng dẫn cho người ta, vậy thôi. Quý vị biết hồi nhỏ đó, mà đến bây giờ cũng vậy nè. Thí dụ Pháp Hòa đi tụng kinh đám tang đi, thì Pháp Hòa biết là cái gia đình này người ta con đông, và người ta có thể đọc kinh báo hiếu để người ta biết công ơn cha mẹ. Cho nên thay vì vô trong đó tụng kinh Di Đà như thường lệ cầu siêu vậy đó, Pháp Hòa không tụng kinh Di Đà, Pháp Hòa tụng kinh báo hiếu phụ mẫu. Mục đích của mình là làm sao để mình có, đây là cơ hội để mình đem cái lời dạy thánh thiện đến cho người khác. Thì phương tiện hết. Có nhiều khi một cái đám lên xin cúng thất nhân cái dịp khóa tu, bây giờ tụng kinh Địa Tạng nguyên cuốn dài quá, ta tụng đâu có hết. Mà tụng phẩm thứ 7 thì nó quá ngắn, không? Pháp Hòa tụng phẩm thứ 4. Tại sao? Thứ nhất, phẩm thứ 4 nói về nhân quả tội phước. Thứ hai là nó không quá ngắn mà nó cũng không quá dài, vừa chừng cái thời gian người ta ở đó. Miễn sao ta đọc xong phẩm kinh đó, ta nắm được một vài cái ý niệm gì trong cuộc sống, sợ tội phước à, biết sợ tội làm phước
nhân quả là mình cũng tốt rồi đó. Cho nên chị cứ tùy theo cái phương tiện của mình mà mình độ cho con của mình. Rồi mời chị đây. Nghe rồi, Pháp Hòa nghe rồi. Dạ, cảm ơn chị. Cái câu hỏi là con của mình dại dột tự vận, thì bây giờ làm sao để mình giúp cho cháu? Thì như thế này, thật sự ra đây là điều mình không bao giờ muốn, nhưng mà mình nhớ là mỗi người nó có một cái nghiệp duyên, cái thọ mạng của nó khác nhau. Nhiều khi á, mình nghĩ trong cuộc sống á, người nào sống thọ mới tốt, nhưng mà cũng không hẳn, phải không? Tất cả chúng ta ở có mặt ở đây đều là do nghiệp hết. Nếu mà mình còn nghiệp thì mình còn ở đây, mình hết nghiệp thì mình sanh về cõi khác. Thì thôi bây giờ á, nó đã chọn con đường nó đi, mà mình cứ buồn khổ hoài thì tội nghiệp nó. Nhiều khi nó cứ nghĩ là tại vì nó đi vậy nè, nó làm cho mẹ nó khổ. Bây giờ á, mình biết mình buồn, nhưng mà trong cái tâm nguyện là mình tội nguyện cho nó, rồi mình hồi hướng. Thay vì chị buồn, chị khổ, chị nhớ nhung nó hoài, chị tu tập, chị niệm Phật, chị tụng kinh, chị làm phước, chị hồi hướng cho nó. Nó bỏ cái cõi đời khổ đau này mà nó nghĩ rằng đây là khổ đó, nó muốn tìm một cái nơi chốn nào mà nó cho là vui. Thì bây giờ nó muốn đi chỗ vui thì mình hãy hồi hướng cho nó, để nó có đủ cái công đức nó sanh về cõi lành, cõi vui. Chứ còn bây giờ mình không làm gì hết, mình cứ buồn khổ, thì nó cứ thấy tại nó làm điều dại dột này mà nó làm mẹ nó khổ, thì cứ lẩn quẩn nó không, nó trì trệ, nó không có thể nó đi xa hơn được nữa. Cái thứ hai đó là mỗi đứa nó có cái duyên phước, nó tới đây nhiều đó thôi, rồi nó đi về cái cõi nào mà nó đã chọn. Cho nên cho nó cái phần công đức đó để nó trọn vẹn, nó đi về cảnh lành. Vì nó nghĩ rằng tại sao nó phải chọn, vì nó không thấy đây vui. Mà khi nó không thấy đây vui thì nó phải đi tìm cái chỗ nào mà nó cho là vui tốt hơn. Thì mình hãy cho nó đủ tiền của, nói theo thế gian thì bây giờ là nghĩa là công đức, để nó có đủ nó đi về cõi đó. Chứ còn bây giờ chị buồn, chị khổ, chị không giải quyết được nữa, nhưng mà bản thân hiện tại nè, mình bệnh nè, rồi mình quên chăm sóc những đứa con hiện còn với mình nè, rồi thí dụ mình lấy kinh nghiệm tại sao đứa con mình nó như vậy, thì mình lấy kinh nghiệm đó mình chăm sóc những đứa sau, để nó đừng đi cùng một cái suy nghĩ như những đứa trước. Tức là thấy cái khổ trước mắt đã qua, để mình phấn đấu, mình làm tốt hơn những cái việc sau này. Vậy thôi. Chứ còn bây giờ nó đã chọn mà chị cứ buồn khổ hoài, không lợi ích cho bản thân, thời gian và những người xung quanh nữa. Mà hãy nên chuyển hóa những cái khổ đau đó, hồi hướng cho nó, tu tập cho nó, để nó yên tâm, nó không có khổ là nó đã làm khổ mình. Thật ra thì cái điều này Pháp Hòa cũng nghe thấy rất là nhiều, nhưng mà mình không làm gì được. Chị buồn chịu khổ thì nó cũng đâu có trở lại, mà chị nên dùng cái thời gian đó chị hồi hướng công đức cho nó, vì nó đang cần cái đó hơn là cái khổ buồn của mình. Hãy mình nói thôi giờ con muốn vậy thì thôi mẹ tùy thuận con, mẹ cho con những cái công đức mà mẹ có được để cho con đủ cái phước báo con sanh về cõi lành. Dưới cuối à, chị dưới cuối. Dạ. Yeah.
có phải câu hỏi là ở trong phòng ngủ mình mở pháp, mình mở nhà nhạc Phật nghe được không, phải không? À, không sao. Dạ. Yeah. Hồi nãy mới thấy ai giơ tay đó ở dưới. Rồi mời chị. Thầy, con tên Đào, pháp danh Tịnh Liên. Con có một cái mắc là con không biết làm như thế nào, nhưng mà con đang đắn đo. Tại vì tới chuẩn bị đến cái sinh nhật con gái của con, nhưng mà cái con đứa gái nhỏ của con đó, nó 11 tháng 3 ngày trước khi nó chết, nó báo mặt con là nó ở cái chỗ, cái chuẩn bị cái chỗ mà để làm đám tang đó, là nó về cái đêm đó nó báo mộng cho con, là nó nói là mẹ ơi, nó nói tiếng Đài, mẹ ơi con ở chỗ mà để tang đó, cái tên chỗ để tang đó, rồi sáng đó, là con lên bệnh viện, là con của con nó đang chờ đợi của con, nó rất tỉnh táo, nó 11 tháng 3 ngày nhưng mà nó rất là thông minh, nó rất tỉnh táo tại ngày từ lúc mà nó sinh ra. Rồi con niệm Phật, tại nó bệnh tim bẩm sinh đó thầy, là nó bệnh, và con niệm Phật từ lúc mà sinh ra cho đến ngày nó đi thì nó cũng biết thầm thật bạch tẻ theo con. Nhưng mà cái lúc mà 10 giờ 56 phút là con lên đó, là con của con nó nhìn con có khoảng 15 phút, nó nhìn con đi đâu nó nhìn theo đó, rồi là cỡ khoảng 15 phút nó chân mình nó đi, mà trong khi nó đi đó là nó nhắm mắt, nó mở mắt nó nhìn con, đến khi mà nó tắt thở nó nhắm mắt. Thì trong cái lúc đó là con rất là đau lòng, nhưng mà cái lúc mắt nữa đó nó để cho con đau lòng là không thể quên được, là nó chọn cái ngày á, nó chọn cái ngày sinh nhật của đứa con gái của con nó đi. Sinh nhật của chị đó, mỗi năm đến sinh nhật con của con đều đau khổ. Nhưng con gái con nó hôm nay là nó 9 tuổi, nhìn con rất là hiểu biết. Nó nói mẹ ơi, mẹ thay đổi cái sinh nhật của con đi, con không muốn mỗi khi mà sinh nhật của con mọi người đau khổ. Nhưng con bạch thầy cho con biết là con có nên dời đổi cái sinh nhật của con gái của con không? Con không muốn nói điều này, nhưng mà con không biết tính làm sao. Con kính bạch thầy cho con biết một cái lời giải. Nó tu A Di Đà Phật. Thì theo cái lời của chị đó là như thế này. Thật sự ra đó, chị nên theo ý Pháp Hòa đó, chị nên dời cái ngày sinh nhật lại, làm ở một cái ngày khác. Nó có hai cái điều tốt. Thứ nhất là mỗi khi đến cái ngày đó mà mình tổ chức sinh nhật cho cái đứa còn lại mà cả nhà buồn khổ như vậy thì không có lợi ích cho cả nhà. Mà không khéo đó, mình sẽ hằng, mình đã lưu giấu trong một đứa nhỏ vô tội một cái đau thương mà do chính gia đình tạo do nó, thì lâu ngày nó sẽ bị một cái trầm cảm. Bây giờ mình không thấy, nhưng mà lâu ngày nó sẽ đi tới cái chỗ đó. Và cái chuyện đứa mất là nó đã mất rồi, cái quan trọng là cái đứa còn sống nó phải sống vui, sống khỏe. Mà nếu mình không có khéo sử dụng cái ngày đó cho linh động thì chính mình đã làm cho đứa nhỏ đó nó sẽ sống khổ về lâu về dài hơn. Và cái đứa nhỏ mà nó bệnh nó mất á, đâu phải là nó tự cố ý nó muốn làm cái chuyện đó đâu, phải không? Đây thì cũng là một cái sự trùng hợp. Và khi mà đã trùng hợp như vậy, tức là nó có cái duyên chị em với nhau. Thì bây giờ cái chuyện sinh nhật là chuyện thế gian ngày vui của mình, thì mình có thể dời bất cứ lúc nào, miễn làm sao đừng có làm cho cái tổn hại cái đời sống tương lai của một đứa con, đứa nhỏ vô tội mà hiện nó đang còn ở đây. Cái đứa mất thì nó đã mất rồi, nhưng mà mình không khéo thì mình sẽ làm cho cả nhà buồn khổ. Mà quan trọng nhất là cái đứa nhỏ nó còn đang ở đây.
nó thấy cứ mỗi ngày sinh nhật đó nó làm cho cả nhà buồn khổ. Đâu phải lỗi nó đâu, nhưng mà nó cảm nhận là cái ngày này là ngày nó làm cho cả nhà buồn khổ. Thì đứa nhỏ đó nó sẽ sống trong một cái trầm cảm mà lớn lên nó sẽ bị. Nếu chị không giải quyết ngay bây giờ thì tương lai là nguy hiểm cho đứa nhỏ đó. Dạ. Cho nên theo ý Pháp Hòa, chị nên chọn một ngày khác. Mà không nhất, thật sự ra nếu mà nói cho cùng, sinh nhật là pháp, cái thế gian này mình tự tạo ra chứ có nó đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà thế gian mình thích vui, sinh ra mình cũng có ngày sinh nhật rồi có ngày đầy tháng thôi thôi, đã là ngày vui thế gian, nó không liên hệ gì ý nghĩa sâu sắc. Chọn bất cứ ngày nào mà là để giúp đỡ cho gia đình mình, đứa nhỏ đó nó có cuộc sống tốt hơn, bản thân mình cũng tốt hơn. Chị nhớ là đứa nhỏ 11 tháng đi là nó cũng đi rồi, phải không? Mà hổng chừng bây giờ nó đã được trở về những cảnh giới lành thiện nào khác, hoặc nó tái sinh ở một gia đình nào khá tốt hơn nữa, nó thoát được cái nghiệp bệnh tật cũng của nó rồi. Thì bây giờ mình còn ở lại mình phải chăm sóc những cái hiện tại đấy. Cho nên nên gấp làm cái việc đó, đừng có giữ cái ngày đó, phải không? Là mà nó không có lợi cho mình, những người lớn, mà cũng không lợi cho đứa nhỏ. Nếu không muốn nói là hại về sau, rồi khi mà nó càng lớn lên, cái này càng hằn sâu trong tâm nó, mình không giải quyết được, chừng đó mình sẽ hối hận là tại sao hồi xưa mình không làm điều đó. Cho nên nên giải quyết cái đó sớm nha. Được rồi, mừng quá, thầy quên hết rồi, không có nhớ để hỏi cái gì hết á. Nhưng mà con thay mặt chị em ở đây, có thể thầy hứa cả cho chúng con sau này có thể có cơ duyên được thỉnh thầy đến cầu hồn ở đây để tụi con để trang hoàng mà bố trí để đón thầy, chứ thầy đến bất tử như vậy thầy có thể hứa cả cho chúng con được không vậy thầy? Ngồi xuống rồi, cứ ngồi xuống. Thì thưa các anh chị, là cái gì cũng vậy, nó có cái khởi duyên, hiểu không? Thì nếu mà cái duyên mà đã khởi thì thế nào nó cái duyên này nó cũng bén ra, nó kêu là bén duyên, phải không? Cho yên tâm việc đó. Thầy đồng ý, thầy có nhận. Thì mình là Phật, con Phật mà, phải không? Mình không gặp ở đây, thí dụ mình chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà đã gặp nhau trong mỗi ngày rồi. Pháp Hòa đã xuất hiện trong bếp của mấy chị mỗi chiều. Thôi thì chắc anh chị yên tâm. Cái điều Pháp Hòa chỉ mong là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nhớ là khổ nào rồi chúng ta cũng đã vượt được. Thì chúng ta sẽ cố gắng vượt được cái này, thì đừng nghĩ là mình sẽ không gặp cái đèn đỏ khác, mình không gặp những hầm hố khác. Vì vậy mà trong cuộc sống, dù chúng ta lái trên những cái con đường rất là bằng phẳng, nhưng tay mình không thể buông lái được, vẫn để cái tay mình trên cái tay lái để xe nó không có lệch, phải không? Cuộc sống này cũng vậy. Đừng nghĩ rằng mình vậy là mình bon bon mình đi rồi ha. Lúc nào cái chánh niệm của mình cũng phải quán sát cho thật kỹ, để mình không có rơi vào những cái cống cao, ngã mạn, tị hiềm, ích kỷ. Những cái đó luôn luôn nó trực chờ mình, mà nó trá hình qua nhiều hình thức. Làm từ thiện mà không khéo, hồi làm bất thiện. Hành động thì thiện, mà trong này nó không thiện, vì nó len lỏi danh lợi, ganh tị trong đó. Cho nên đi chùa, làm Phật tử, làm công quả, đóng góp bất cứ, nếu chúng ta không để ý thì những con ma đó nó sẽ trá hình, nó sẽ mượn tên đủ thứ hết, làm Phật sự, làm từ thiện, cúng chùa, bố thí, tụng kinh, nhưng mà rốt cuộc làm vì cái sự ganh tị, ích kỷ, danh lợi nó len vô trong đó thì nó hư mình. Cẩn thận cái đó. Cho nên đó, đường mà nhiều khi á, có cái ổ gà, ổ voi vậy đó, mà đôi khi mình đi an toàn, tại vì mình biết nó, mình né. Còn đường mà đi thẳng, đôi khi mình lơ là, ngủ gục.
có thể gây tai nạn. Cái ý là như vậy đó. Thì thôi thì Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị trong một cái duyên khác. Tối hôm nay trước hết là cũng nhờ sư cô Huệ Thiện cũng như Tâm Minh vài chị Phật tử là tối lên thăm Pháp Hòa. Kể nữa là sư cô trụ trì ở đây. Sáng sớm hôm nay cô từ Việt Nam gọi phone để nói chuyện với Pháp Hòa để mời về đây. Thì các anh chị cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian của mình để về đây trong một cái khoảng thời gian quá ngắn để mà thông tin. Thì đây, cái sự hiện diện của các vị đã làm ấm lòng Pháp Hòa khi mình đến đây hành hương hoằng pháp. Thì chương trình chỉ nghỉ ở Đài Bắc mà không ngờ mình được một buổi ở Cao Hùng, thì quả thật là rất là có đủ cái thiện duyên, mà duyên này rất là thù thắng. Dạ. Thôi xin trước hết là xin cảm ơn sư cô trụ trì cũng như tất cả quý anh chị nha. Chúc tất cả quý vị luôn luôn được khỏe mạnh, an vui. Dạ. Rồi, và bây giờ mình hồi hướng trước nha. Rồi, quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị ngồi xuống đi, Pháp Hòa hát cho nghe bài và đi về. Mời các vị nghe bài Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục. Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn mọc sắc, giam người trong kiếp trầm luận thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục, đập nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liền trời cao. Tôi trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tâm lòng cương trực, nụ cười mát dịu xóa mát bao năm. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi vào đời cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục, lên tới khói trời mờ hồi ngàn sao. Cái bài này nó có cái ý nghĩa là con chim phượng nó hay đậu trên cây ngô đồng. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu. Thì cũng như thế,
nếu mọi người chúng ta sống được bằng cái chất liệu tình thương của mình thì nhiều người sẽ nương tựa với mình. Có người đứng đó cho tình thương sống. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, tượng trưng cho một cái cảnh đẹp. Có chim bồ câu bay lượn trời cao, hòa bình. Thì cái nụ cười, cái lòng từ của mình như một giọt nước. Trẻ thơ nhớ người, như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người, tấm lòng cương trực, nụ cười mát dịu. Thì cái câu cuối là gì? Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Chiếc cầu đó là gì? Là ánh mắt của mình, bàn tay của mình, lời nói của mình. Người ta đang khổ, mình nhìn người ta. Nhiều khi mình nhìn người ta mình cũng không thể làm người ta dịu. Người ta vô chùa mình, hay người ta tới đâu mình gặp, mình nhìn bằng cặp mắt bất thiện thì làm cho người ta khó chịu. Mình nhìn người ta, mình đưa tay xuống, cử chỉ đó đều là những chiếc cầu đưa người ta từ ở cõi khổ lên tới cõi trời, để cùng nhau hưởng một cái hội, ngồi trong một cái đạo tràng thưởng thức ngàn sao. Rồi bây giờ mình nghe một bài kế. Đó là bài Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe thầy dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Sáng mình thức sớm, vì vậy cho nên qua có một số quý vị đến khuya, có thể là chỗ chưa quen, rồi là thức sớm, cho nên có thể quý vị hơi mệt. Và sau cơm trưa chúng ta được về nghỉ ngơi sớm. Hy vọng là trưa hôm nay đại chúng được một giấc nghỉ hay ngơi. Nãy ngơi hay nghỉ? Ngơi hay nghỉ? Ngơi thôi phải không? Nghỉ thì nó lâu hơn, còn ngơi là mình nhắm mắt. Thí dụ ban đêm là nghỉ, tại vì mình có nhiều giờ để mình ngủ hơn. Còn nếu mình nhắm mắt cho thư thả, rồi cho giãn gân, rồi nằm cho khỏe mắt rồi vậy đó, thì là mình ngơi thôi. Cuộc sống của mình thỉnh thoảng trong một ngày nó có những cái giờ ngơi. Ví dụ như đi làm á, một trong một tiếng có thể người ta cho mình 10 phút coffee break, thì cái giờ coffee break đó là ngơi. Còn cho mình 45 phút ăn trưa là nghỉ. Thì ông Trịnh Công Sơn cũng có một câu đó: mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Thì trong cuộc sống mình thỉnh thoảng mình phải có những cái giây phút như vậy.
Thì hôm nay quý vị bay ra tới đảo này để dự khóa tu. Tại sao trong đất liền mình không đi, trong khi đó đất liền gần hơn nữa mà không đi? À không, tại vì ở phía sau là được đi chơi. Ở trong Phật Pháp thì tất cả những cái đó là một cái phương tiện, mà chư tổ thường dùng cái từ là trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Tức là mình tùy theo cái ham thích của chúng sanh mà mình đưa ra những cái gì mà chúng sanh ham thích, mà miễn là cái ham thích đó nó không có quá đáng, không có những cái gì gọi là tội lỗi, nhưng mà làm như vậy để cho đưa người ta đi vào cái sự tu tập. Con người mình á, sanh ra ở cõi dục thì mình không thể nào mình nói là tôi hết dục. Nhưng mà có điều là mình tu á, để mình tiết dục, hoặc là mình không đi tới cái chỗ tham dục. Chữ dục là muốn. Thí dụ mình đói bụng mình muốn ăn, nó không có gì tội. Nhưng mà mình đa phần là mình muốn ăn, nhưng mà không bao giờ mình ăn những cái gì mà đã có sẵn. Đa phần là mình hỏi có gì hơn. Thí dụ mình nói đói bụng quá có gì ăn không, rồi nói giờ tôi chỉ còn bánh mì bơ thôi. Vậy thôi hả? Mình mới vừa nói bụng có gì ăn không, mà khi ta nói là có bánh mì thôi thì mình lại nói là vậy thôi hả? Nghĩa là trong lòng mình nó muốn gì đó, bánh mì pate, bánh mì chả lụa, chứ không phải là những miếng bánh mì thường. Thì cái khổ của chúng sanh mình đó là ở thêm cái chỗ đó đó. Cho nên cái dục là cái bình thường, nhưng mình thêm chữ ơn trước là tham dục, thì chính cái chữ tham đó nó làm mình khổ. Chính chữ tham nó làm mình khổ. Nhiều khi mà tham á, nó cũng có hai loại: tham hướng thượng hay là tham hướng hạ. Thí dụ quý vị tham tu, mặc dù cũng có ham chơi, đúng không? Không ai nói tham chơi, thật ra là cũng là tham chơi đó. Nhưng mà mình khi mình nói cái từ cho nó nhẹ là ham chơi thôi, là mình còn thích thôi, chứ chưa phải đắm đuối. Ví dụ như quý vị bay qua đây nè, ham đi ngắm cảnh hoàng hôn, ham đi ra biển, ham đi chơi, ham. Nhưng mà tu vẫn hơn. Cho nên không có biến chữ ham thành chữ tham, mà biết đi chùa, biết chịu khó vô đây tu. Thứ hai là tính à, thứ hai là bắt đầu ăn tăng ni cho coi nha. Bây giờ là áo tràng, đồ vặt hò rồi đó. Thứ hai rồi là sẽ thấy rực rỡ một trời hoa. Thành thử quý vị biết là chính cái đó, khi mà mình nhìn, mình quán ra trong cuộc sống, mình thấy à, thí dụ như mình vẫn thích đi chơi, nhưng mà so ra mình vẫn biết để cái đi chơi xuống thứ, đưa cái sự tu tập lên trên. Thì hai ngày này mình đến đây mình tu tập, rồi có nửa ngày hay là trọn một ngày thứ hai mình đi chơi, điều đó không có gì sai. Nhưng mà như vậy mình cũng thấy rằng mình cũng đã đi đến một cái bước gọi là gì, tinh tấn. Tu trước thì mình mới chơi sau. Thành thử ra Pháp Hòa hay giải thích cái chữ tinh tấn dõng mãnh đó. Có nhiều vị sẽ nói là mình chúc cho nhau tinh tấn dõng mãnh. Tinh tấn thì mình hiểu, nhưng mà thế nào để thể hiện được cái sự dõng mãnh của mình? Cái sự dõng mãnh của mình là mình thắng được những cái mà mình, cái tinh tấn là bình thường. Ví dụ như mình đi chùa mỗi tuần thì chỉ là siêng năng như vậy là bình thường, đã là tinh tấn rồi đó. Đi chùa mỗi tuần, tụng kinh mỗi ngày, ăn chay đều đặn là tinh tấn rồi. Nhưng mà dõng mãnh đó là ở cái chỗ là mình vượt được những cái thèm bình thường. Ví dụ mà qua đây nè, đồ biển rất là nhiều, thì có thể người ta rủ mình đi ăn đồ biển, mà hôm qua là rằm, rồi bữa nay vô khóa tu rồi, nên là thôi để tụi bay qua sớm một chút, tụi ăn rồi tụi mới đi vô tu. Hay là hoặc là mình nói nếu mà nó ngon vậy thôi để mua để dành 16 tôi ăn. Thì ngay cái ngày mình ăn chay, nhưng mà cái tâm mình vẫn khởi lên là thích mua cái đó để dành, rồi mình chi tiền cất để dành, thì cái dõng mãnh nó không có. Mặc dù mình có thể thắng được ngày hôm đó mình không ăn, nhưng mà ngay nơi đó là thiếu chữ dõng mãnh. Nghĩa là mình đã để cho cái con cua đó nó lôi mình, mặc dù là miệng thì ăn chay mà tâm vẫn nghĩ tới nó, và bằng chứng là đã mua nó để dành mai 16 mình ăn. Ngay cái chỗ đó. Cho nên trong cuộc sống tu hành của mình đó, tinh tấn thì mình đã có đó. Nhưng mà thể hiện được sự dõng mãnh hay không là ở chỗ.
Ví dụ mình giận cái người kia quá, mình nói thôi tôi không tu nữa, tôi đi về. Ra tới cửa rồi cái mình nói, ủa hồi nãy mình đi, ngày hôm qua mình đi qua đây đâu phải vì cái cô đó, đâu phải vì cái ông đó. Mình nghe lời kêu gọi của chùa khóa tu mình đi mà. Bây giờ tự nhiên vì người đó mà mình nghỉ tu, thì mình quay trở lại. Mình thắng được cái cơn giận của mình. Cái con ma mà, con ma phiền não đó, nó lôi mình đi rồi. Cho nên cái sự việc mà nó xảy ra đó là ma sự, và nó làm cho mình lôi cuốn mình và làm ma chướng. Nó chướng ngại trong lòng mình. Mà nếu như mà mình vượt được nó thì mình không có bị nó đoạt một cái ngày tu của mình. Theo trong Phật học á, cái chữ ma đó, chữ ma là tiếng Phạn chứ không phải tiếng Việt Nam. Tiếng Phạn là Mara, mình gọi thường người Việt mình gọi là ma. Thì chữ Mara có nghĩa là đoạt lấy đi cái gì tốt nhất của mình. Thí dụ mình có trí tuệ, mình uống rượu riết bây giờ mình hết, mình không quên hết trơn rồi, thì cái ma nghiện rượu đó, nó đã đoạt đi cái trí tuệ mình sau một thời gian mình uống đó. Mình đang vui vẻ vậy, tự nhiên cái người kia nói một câu nói sốc là mình bực bội lên, thì cái con ma phiền não đó nó đoạt lấy cái niềm an vui của mình rồi. Thì cái chữ ma nghĩa là đoạt mạng, mà cái chữ mạng đây không phải là cái mạng sống của mình. Pháp Hòa thưa đại chúng là nhiều khi trong cuộc sống của mình đó, mỗi người mình có mấy cái mạng, mấy mạng, có một mạng à. Mà gần đây là mình lướt mạng rất là nhiều, ngồi đâu cũng lên mạng hết. Mà mình chăm sóc cái mạng đó mình hơn chăm sóc cái mạng này. Rồi đôi khi có nhiều người là mất ăn, mất ngủ, và thậm chí mình tốn nhiều thời giờ cho những cái mạng đó quá, mà những cái mạng đó nó không làm cho mình được tăng trưởng gì hết. Cái chuyện mà mình lên internet mình search là chuyện bình thường, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà mình đã đi quá cái thời gian quy định mỗi ngày mình cần, hay là sự để cho trễ nải sự việc, thì cái tinh tấn mình nó không còn nữa. Cái dũng mãnh nó không có. Cho nên thắng được ngay lúc đó gọi là dũng mãnh. Cho người tu cần cái sự tinh tấn dũng mãnh. Tinh tấn thì ai cũng có rồi đó. Bằng chứng là mình qua tới đây nè, đi mười mấy tiếng đồng hồ mới bay qua đây. Mà trưa nay á, nếu mà nó thôi bay giờ đi ra xuống trời nóng, về mà đi vô trong đó rồi nghe có một tiếng rồi quay về ngủ thôi, ngủ luôn đi, có gì chiều nghe, thì mình ngủ luôn, không có tới đây. Là tinh tấn là bay qua tới đây rồi, mà giọng mảnh thì thiếu. Là mình ngày mai sáng là 5 giờ ngày mai ai có mặt ngồi thiền là biết có giọng mảnh không. Nó thôi tối tôi thức khuya quá, tôi đi ngắm biển trễ quá, bây giờ tôi skip cái giờ đi thiền hành, tôi skip cái giờ đi ngồi thiền, để lát nữa tôi qua chùa luôn, thí dụ vậy. Cho nên tinh tấn giọng mảnh là chỗ đó. Thì ở trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật có nói tới năm thứ ma. Cái gì mà nó kết tụ lại thân mạng này chúng ta gọi là uẩn, giống như là ngũ uẩn. Quý vị biết ngũ uẩn không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây, cái thể xác này là sắc. Vui, buồn, lạnh, nóng. Hồi nãy ngoài nóng không? Đó là cảm thọ nóng. Bây giờ bước vào đây cảm thọ mát. Nhưng mà nếu ngồi đây mà chừng 5 tiếng đồng hồ sau là cái mát đó nó tiến thành cảm thọ lạnh. Như vậy thì cái cảm thọ này nó luôn luôn nó vận hành. Sắc, thọ, tưởng. Có tưởng không? Nếu mà khuya nay mà đi xuống biển mình á, mà gặp cái cây không chừng chạy làng với con rắn, tại mình tưởng. Cho nên năm cái ngũ uẩn á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó kết hợp mình đang sống đây là mình sống bằng ngũ uẩn. Nhưng mà nếu mình bị nó chi phối, mình khổ đau với nó, thì cái uẩn nó thành ra ấm, gọi là ngũ ấm. Tối nay lạnh lắm, trùm mền ngủ cho ấm, kêu ngủ ấm.
cũng là nó, nhưng mà hễ mình bị nó chi phối, mình khổ với nó. Ví dụ như nó tan rã mình khổ, hay là cái sắc này nó thay đổi mình khổ, gọi là mình bị sắc ấm. Sắc quẩn là cái thể xác của mình, mà mình một khi mình có cái sắc tướng thì nó phải thay đổi. Ví dụ như có vị này gặp Pháp Hòa nói trời ơi 10 năm trước gặp thầy, 10 năm sau gặp thầy y chang. Nói vậy thôi, cái Pháp Hòa mới nói đùa, nói đúng rồi, vậy là 10 năm trước đã già sẵn. Chứ 10 năm sau không thay đổi, như là già 10 năm trước rồi chứ 10 năm sau. Quý vị nhớ là cái già là cái thật, còn cái trẻ là cái tạm. Cái khỏe là cái tạm, mà cái bệnh mới là cái thật. Khi mình đi vô chùa mình ghi danh sách cầu an á, và nhớ là danh sách cầu an là danh sách này thay đổi nè, mà tên nào mà chuyển qua danh sách cầu siêu là mãi mãi, đúng không? Ví dụ như mình ghi tên danh sách cầu an năm 2018 là 2019 chạy lên chùa nó, thầy lấy tên nó ra một con tại bữa nay chuyển qua danh sách cầu siêu. Mà một khi mà chuyển qua danh sách cầu siêu rồi là danh sách cầu siêu này permanent. Chơi cái gì mà trẻ cũng là tạm, khỏe là tạm, còn cái diện già bệnh chết là cái thật, là cái sẽ có và có thật. Pháp Hòa mới hay nói đùa đó, mình hở hở cái nói trời chắc chết, đừng lo, chết là chắc. Mà không cần phải lo là chắc chết, chết chắc, trước sau gì cũng chết mà cần chi nói chắc chết. Ở đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc thôi, chết là chắc. Thì mình có năm cái ngũ uẩn này, mình đang thọ một cái sắc thân này, mình sống đây, đó là sắc uẩn. Mà nếu mình nắm được một cái câu thần chú của sắc uẩn này mà trong kinh Kim Cang Phật nói đó, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì mà có hình tướng nó đều là giả khó hết, hư vọng mà không thật. Ví dụ như cái bình hoa, quý vị là bình hoa đẹp, nhưng mà bình hoa này có thể sống như vậy hoài không? Không. Đây, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nó chỉ là tạm thôi. Cái nhà thờ này cũng là hư vọng, cái thân mạng này cũng là hư vọng. Cái gì có hình tướng cái đó chỉ là tạm, cái gì có hình tướng là cái đó là tạm. Vậy thì nếu mà mình không chấp nhận được cái tạm đó, mà khi nó thay đổi mình khổ, thì bây giờ cái sắc đó nó biến thành ra cái làm mình khổ. Cũng giống như mình học Bát Nhã Tâm Kinh, mình con người mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mình có 6 đối tượng của nó là gì? Hả? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 6 căn của mình có 6 đối tượng, đúng không? Bây giờ con mắt mình nhìn thấy cảnh không? Thấy không? Đấy. Nhưng mà cái cảnh này nó không có làm mình bị bận tâm, bị tương tư, bị đau khổ gì hết, thì cái này là sắc cảnh. Nhưng mà nếu mình đi về, mình nhớ nó, mình khổ với nó, mình tương tư nó, thì nó thành ra trần, sắc trần. Cũng là nó, nhưng mà hãy nó bình thường thì là cảnh. Còn nếu nó chi phối mình, nó làm khổ mình, thì ngay cái sắc đó bây giờ nó thành trần. Ta hay kêu là sắc trần. Mình đi ra, mình trong một cái đám đông người, mình gặp mọi người hết, chào anh, chào chị, chào cô và chú, mọi người. Nhưng mà tự nhiên có cái cô đó mình thích quá, mình về mình nhắm mắt lại mình cũng thấy cái nụ cười của cô. Mình tiếc rẻ là trời sao mình không hỏi số phone cổ, mình làm quen, mình làm. Thì cái cô đó hồi nãy mình mới gặp, tất cả 1000 người kia chỉ là sắc cảnh thôi, chỉ có một cô trở thành sắc trần của mình thôi. Thì cái gì mình nhìn mình thấy hết, biết hết, giống như âm thanh đều biết hết. Âm thanh mình nghe vẫn biết mà không dính thì là thanh cảnh, nhưng dính với âm thanh đó thành đó thì giờ thanh gì? Thanh trần. Cái gì mà nó làm khổ mình, nó làm mình mê lầm với nó thì nó thành trần, còn không thì nó chỉ là cảnh. Sắc trần, sắc cảnh, thanh cảnh, vân vân. Thì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói mình có 5 uẩn. Và mỗi một uẩn như vậy đó nó biểu hiện lên 10 thứ, mà gom lại là 50 thứ.
để nó chi phối, nó làm mình khổ với nó, thì Đức Phật gọi là 50 loại ma, 50 loại ấm ma. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi thứ có 10. Sự tu tập của mình đó là làm sao mình đủ niệm, đủ định để mình nhận ra nó. Mà khi nhận ra nó đó, mình không có làm gì, mình không có đánh đập nó, mình không có tra tấn nó, mình không có bỏ tù nó, mình không có giết chóc gì nó hết. Để cho nó không có làm cho mình khổ thôi. Ví dụ như già là một sự thật. Mà nếu như người nào mà chấp nhận được cái già, thấy được bản chất của già, thì già nó tới cũng bình thường, và thậm chí còn vui vẻ đó. Ồ, vậy tôi sắp được về hưu ăn tiền già. Mà người già ở Mỹ sướng hơn đúng không, so với người già ở các nước nghèo. Tại vì người già ở mấy nước nghèo đâu có được hưởng gì đâu. Còn người già ở nước Mỹ, người già ở các nước tự do, thì già thì được hưởng những cái ưu điểm của người già. Vậy già cũng chưa chắc đã khổ. Nếu mà cái già nó làm mình khổ đó, vẫn ăn tiền già, vẫn hưởng tất cả những cái ưu tiên của người già mà vẫn than khổ, thì cái này là mình không biết sống. Nếu không chấp nhận già thì sao apply xin tiền già? Chấp nhận mình già mới apply xin tiền già, rồi chỗ nào sell cho người già đi hết, xin nhờ đi, đi hết. Thậm chí tới chỗ nào ta nó mua tiết kịch vô đó mà người già là được bớt, cho đưa thẻ ra ai xin nhờ. Vậy mà hỏi tới không chịu già, mình khổ. Thì cái đó đó nó trở thành trở ngại cho mình. Thì thường thường á, cái người tu á, các vị hay coi phim Tàu, quý vị sẽ nghe một cái từ là tẩu hỏa nhập ma. Và xin thưa là câu đó không có trong Phật giáo. Phật giáo không có câu tẩu hỏa nhập ma. Ví dụ có nhiều người nói trời ơi đừng có ngồi thiền nghe, ngồi thiền coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma đó. Đừng có tụng chú Đại Bi nghe, tụng chú Đại Bi tẩu hỏa nhập ma đó. Thì cái chữ tẩu hỏa nhập ma nó là của Kim Dung, của phim Tàu, của Kiếm Hiệp, chứ còn thật sự trong Phật giáo không có từ đó. Phật giáo không có từ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà người ta dùng cái từ tẩu hỏa nhập ma để người ta nói lên một hiện tượng những người tu mà sau đó họ tâm trí họ không bình thường. Mà trong những người mà tâm trí không bình thường thì chính gốc Phật giáo không gọi là tẩu hỏa nhập ma, mà mình chỉ gọi một cái vị tu thiền đó là lạc thiền hay lạc tu. Lạc này là gì? Không phải là vui vẻ, mà là người đó sai lạc. Người đó bị cái loạn tưởng nó làm cho tâm tư họ không còn định tĩnh trong khi họ tu tập nữa. Thí dụ mình ngồi thiền á, mình mong gặp Phật cũng không được. Tại vì mình mong gặp Phật nghĩa là mình có một cái tâm mong mỏi. Mà nếu như á, mà cái sắc tưởng của mình á, cái sắc ấm mày á, mà nó biết được á. Bây giờ quý vị Pháp vào nói ví dụ, bây giờ quý vị quán tưởng Phật Di Đà, cái quý vị tưởng tượng ra được Phật Di Đà không? Tưởng ra được không? Tưởng được, tưởng Phật Di Đà đứng đưa tay vậy nè. Mà thực tế là Phật Di Đà không có đứng vậy nha. Mỗi tay chết. Đây là một biểu tượng thôi. Mình tưởng tượng ra mình vẽ Phật Di Đà vậy, chứ Phật Di Đà ở trển không có đứng 24/24 vậy đâu. Nếu mà bữa nào mà lọt lên tới trển mà kiếm một ông đứng như vậy là không thấy. Có thể Phật Di Đà đang đi hái sen, mình gặp mình nói không, cái này không phải Phật Di Đà. Tôi expect là Phật Di Đà như vậy nè. Thật ra cái đầu mình nó bị một cái hình ảnh đó. Thật ra khi mình ngồi mình mong gặp Phật, rồi cái mình tự nhiên mình thấy tướng của Đức Phật phóng ra như vậy, cái mình tưởng là Phật thật. Đó là sắc tưởng. Và cái đó là cái tướng của ma. Chữ ma là gì? Nó làm mình bấn loạn, mừng quá. Trời ơi, tôi tu chứng rồi, tôi được Phật xuất hiện, tôi được Phật có mặt chứng cho tôi. Loạn tâm liền. Mà loạn tâm như vậy thì phim Kiếm Hiệp gọi là tẩu hỏa nhập ma.
Tẩu hỏa là gì? Đang ngồi vậy bung chạy rồi tẩu. Tẩu là chạy á. Rồi bây giờ nó bị con ma nó nhập vô rồi, thanh nên là không còn ngồi yên được nữa. Cái người mà người ta tu tập mà đủ địa, đủ định, người ta chậm lại, ta không có nhanh nhẩu, người ta không có lăng xăng nữa. Quý vị mà nghe lại các thầy giảng, những thầy mà mới bắt đầu giảng lúc còn trẻ đó, đa phần là giảng do sách vở, giảng từ cái sở học của mình, cho nên lên là nói ào ào, nói nghĩa là không ngưng nghỉ. Nhưng mà thời gian cái tự nhiên chậm lại, tại sao biết không? Hết hơi rồi. Nhưng mà thật sự ra lúc trước đó là thầy nói bằng cái sách vở, mà sau này là nói bằng từ cái kinh nghiệm tôi. Chứ cái người mà người ta nói từ cái kinh nghiệm tu tập của người ta thì mình thấy nó khác. Và hơn nữa, trong quá trình thầy giảng, thầy đã ứng dụng những gì thầy nói, cho nên cái quả nó hiện lên thân tướng và hành xử cách sống của thầy. Cho nên khi mình ngồi thiền á, mình không mong gặp Phật, chứ mình cũng chẳng sợ gặp ma. Tại vì khi mình mong gặp Phật á, nghĩa là mình rất sợ ma. Thì cái sắc nó biết. Mà thưa đại chúng, mình có biết con ma ra làm sao không? Không. Nhưng mà mình có tưởng tượng được ra con ma không? Nó lạ cái hay cái gì đen thùi là kêu ma à. Bây giờ quý vị tối nay mà khuya nay mà ra biển không? Mà tự nhiên có cái gì đung đơn đó là tự nhiên. Cái áo người ta treo đó, ta không lấy về là cũng phát lên kêu ma. Tại sao? Vì trong đầu mình, mình đã đóng thành một cái khuôn. Nếu mà ban ngày trời sáng quý vị thấy cái áo treo, quý vị không kêu ma. Mà ngộ cái là trời tối mà thấy cái đó là kêu con ma liền. Vậy thì con ma này tự đâu ra? Trong tâm mình hết. Ban ngày mà thấy rõ đó là mọi cái thứ gì mình cũng muốn kêu ma kêu cỏ vậy đó. Mà ban đêm mà thấy cái gì toàn ten là ma. Mình làm như ma nó cởi trển không vậy đó. Cái gì mà toàn ten là kêu con ma. Cái gì mà dài mà đen đuốc là kêu ma. Mà tại vì sao? Ban đêm mình không thấy. Cho hồi xưa trong cái quyển Cổ Học Tinh Hoa, hay là cái cười của thánh nhân vậy, vẽ con cọp, con mèo, con chó dễ vẽ nhất, à, khó vẽ. Vẽ con ma là dễ nhất. Tại sao? Con cọp người ta biết cái tướng nó ra làm sao, mình vẽ trần người ta biết. Con mèo nó người ta biết cái tướng nó ra làm sao, mình vẽ giống mèo người ta chê. Nhưng mà vẽ con ma là dễ vẽ nhất, quẹt mấy cái là không ai từng thấy con ma. Thì cái câu chuyện đó để muốn nói á, mình mà nói tầm bậy tầm bạ vậy đó, dễ nói lắm. Tại vì sao? Tại vì không ai biết gì hết trơn. Nhưng mà mình nói chân lý, mình nói những cái giáo pháp khó. Tại sao? Tại vì người ta có cái chánh kiến, chánh tư duy, người ta nhận ra những gì mình nói. Cho nên tẩu quả nhập ma là hiện tượng như thế nào? Không phải là từ của Phật giáo, nhưng bây giờ mình tạm đi. Những người mà người ta tu, mà người ta ngồi thiền, người ta niệm Phật, mà tại sao bây giờ người ta không bình thường? Có thể là do cái người đó tâm họ sanh cái ngã mạn, là vì trong khi thiền họ thấy được một cái điểm gì đó. Pháp Hòa ví dụ như mình ngồi thiền một mình ở một cái trạng thái rất là bình an, mình rơi vào một cái trạng thái bình an một giờ đồng hồ mà mình thiền đó, mình tưởng như 5-10 phút, xả thiền ra nó tôi chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì đó, thì từ đó mình dính mắc vào cái đó, mình đi đâu mình cũng nghĩ là mình đã chứng được cảnh thiền. Rồi bắt đầu mà thường thường những người mà người ta vậy, bắt đầu người ta gặp mình ta làm cái gì? Thao thao bất tuyệt, nói giáo lý đủ thứ. Mà nhất là những người nghe đại thừa đó, nghe những cái kinh điển đại thừa đó, dính vào những cái giáo nghĩa đại thừa đó, là đi đâu cũng phô trương cái nghĩa đại thừa đó.
Ví dụ như là người ta nghe tổ Lâm Tế, thiền sinh mà vô hỏi là ngài hét, ngài đánh. Ngài Hoàng Bá thì hét, ngài Lâm Tế thì đánh. Rồi trả lời những câu không có ăn thuốc ăn nhậu gì. Những cái câu hỏi hết. Mình cũng học cái kiểu vậy đó. Hay là học trong kinh Duy Ma Cật. Như trong kinh Duy Ma Cật hỏi ông từ đâu tới, nói tôi từ đạo tràng mà tới. Mà thiệt sự mình không biết gì hết trơn. Giống như cái ông đó mà ông uống, ông thấy một vị tế điên mà uống rượu đó, ông mới là ông khen, ông nói hay đó, tôi thấy hòa thượng tu được á. Mình uống rượu mình đừng dính mắt gì đó. Đó, rượu như nước trà là mình ăn thịt nè, đó thịt như đậu hũ vậy đó. Nói vậy xong cái vị hòa thượng ngày tế điên mới lấy cái chai để dưới quần tiểu vô mời ông ly. Thì ông uống vô ông phun ra, ông nói hòa thượng tại sao ông dám đưa tôi nước tiểu. Ông mới nói uống rượu như uống nước trà thì bây giờ ông cũng phải thấy nước tiểu cũng như nước trà chứ có gì đâu. Đó là mình không thấy được cái đó, nhưng mà mình thích nói, thích nói những cái đại thừa, nói những cái rất là cao siêu. Thì chính những cái hiện tượng đó đều là một hiện tượng có loạn tâm, mà người thiền thì hay, người đời thì hay gọi là tổ hỏa nhập ma. Nhưng mà thật sự ra cái đó họ, nó là một hiện tượng, nhưng mà tại mình không có ma đâu mà nhập vào tổ, mà tổ đi đâu. Thì bất quá là những người này do những cái ngụ, do những cái tưởng mình chưa được mà cứ tưởng mình được. Thì cái tưởng này là cái nguy hiểm. Tại vì sao? Cái gì tưởng là có đó vọng. Vậy cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là gì? Vọng gì? Vọng tưởng. Mà hãy là vọng tưởng thì thường là điên đạo. Chữ đảo là ngược lại, chữ điên là nó nghiêng. Cho nên người mà điên đảo là thấy sai mà thấy ngược nữa là điên đạo. Thường thường cái người uống rượu á, họ đi đường họ thấy sao? Thấy đảo. Cho nên họ mới dễ té, té sông, té giếng rồi vậy đó. Tại vì cái đường đi về là họ thấy nó ngược vậy. Cho nên rồi tư tưởng mình rối loạn. Mình có nhiều người họ gom thâu một số kiến thức, trong người mình chứa quá nhiều những giáo lý. Đụng cái gì mình cũng đem giáo lý ra mình nói. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Mấy cái giáo lý này dễ bị người ta sử dụng lắm. Và đi tới đâu thì người đó cũng nói giáo lý đại thừa hết, mà thiệt sự trong tâm họ không có thấm gì hết. Thường thường cái người mà thấm á là họ không bị. Pháp Hòa ví dụ, một cái người mà coi bói giỏi á, có bao giờ họ gặp mình họ hay dập tay mình nó coi không? Nhiều khi mình năn nỉ họ muốn chết, họ mới ứng, họ nói cho mình vài câu. Mà còn cái người mà mới biết mấy chiêu thôi đó là ngồi đâu cái dập tay rồi nhà tốt ha. Tay này thế kia vậy. Tại vì bắt đầu mới biết được có mấy chiêu. Còn cái người mà người ta giỏi, người ta không có khỏe. Cho nên trong kinh nói á, tư tưởng mà rối loạn là do mình chứa quá nhiều những kiến thức, học không thấu đáo. Và có thể người đó thiếu đi cái phần căn bản của giáo lý. Cho nên sẵn Pháp Hòa thưa là quý Phật tử nào mà mới bắt đầu tu tập trong Phật Pháp á, quý vị không nên đọc hay là nghe những cái bài giảng quá cao siêu như là Kinh Lăng Già, Lăng Nghiêm, Niết Bàn, Bát Nhã, Duy Ma Cật rồi vậy đó. Mà mình phải nên tập học những cái giáo lý căn bản nhất. Mà muốn được như vậy, quý vị nên đọc cái quyển, một là Trái Tim Của Bụt. Đó là cái quyển của sư ông Làng Mai giảng về những giáo lý căn bản. Hai là quý vị có thể học bộ Phật Học Phổ Thông. Ba là quý vị có thể học bộ Phật Học Tinh Hoa hay là Phật Học Tinh Yếu. Đó là những cái quyển rất là căn bản cho người mới vào đạo. Tại sao? Tại vì á, quý vị thấy biển á, biển á, thường thường là mình bước xuống là cạn trước phải không? Cạn rồi đi dần ra, càng xa thì biển nó mới sâu. Người tu cũng vậy, mình phải học căn bản, từ cái cạn đi tới cái sâu. Cho nên ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hoa mà ngài viết cái bộ Phật Học Phổ Thông á, tổng cộng là 12 khóa.
Và Ngài gọi cái bộ Phật học phổ thông là cây thang giáo lý, 12 cái nấc thang giáo lý. Mà Ngài viết cái bộ Phật học phổ thông, Ngài chia ra thành 12 tập. Và 12 tập đó chính là 12 nấc thang để cho mình đi trên cái thang giáo lý đó. Và sau này người ta mới gom 12 tập đó, người ta chia thành 3 quyển. Và trong cái giáo lý đó, trong cái giáo lý căn bản nhất đó, Ngài đã đưa năm thừa của đạo Phật ở trong cái bộ đó: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, ở trong cái bộ Phật học đó, Phật học phổ thông đó. Cho nên quý vị nào mà chưa có bộ Phật học phổ thông, có thể thỉnh tìm mua, thỉnh một bộ. Còn không, quý vị lên trên mạng, quý vị tìm cái bộ đó xuống, quý vị đọc. Và thậm chí kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, nó đều nằm trong 10 bộ Phật học phổ thông đó hết. Nhưng mà nó nằm ở cái quyển thứ 3. Mình chỉ cần mà coi chừng hai quyển đầu, hai cái quyển của bộ Phật học phổ thông là mình nắm được tất cả giáo lý căn bản rồi. Bắt đầu mình lên những cái giáo lý kia, mình không có bị hết. Ví dụ như á, một chú Sa Di mới vô chùa, đâu có ai dạy chú là tất cả là bình đẳng, con không có cần phải kiêng nể ai hết đó, tại ai cũng giống nhau hết đó. Lúc nào cũng dạy chú Sa Di là phải kính trọng các bậc thượng trung hạ toàn, học những cái điều rất là căn bản. Mà quý vị thấy một vị thầy, một vị sư cô mà tu từ nhỏ tới lớn mà học từ những cái căn bản đó, các vị đó có một cái đạo hạnh khác lắm. Còn người mà mới vô rồi cái là học những cái điều rất là cao, là không có biết được những cái căn bản, thành thử ra họ không được cái nền tảng vững chắc. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện là có một ông trưởng giả đó, ông nhà giàu, ông thấy cái nhà bên kia xây 3 tầng đẹp quá, mà ông là thích cái tầng thứ 3 nhất. Cho nên ông kêu thợ tới, ông nói tôi muốn ông làm sao cất cho tôi cái nhà giống bên kia mà không có lấy 2 tầng dưới, tại vì tôi thích cái lầu 3 thôi. Thì cái ông đó, ông nói tôi không làm được. Ông đuổi, ông nói dở ẹt, ông đi kiếm một thợ khác. Thợ khác ông cũng nói y vậy, ông nói dạ tôi làm được. Cuối cùng là ông, tại vì người ta cười ông, người ta nói uổng danh cho ông tên là trưởng giả, ông có giàu có nhưng mà thiếu cái tuệ, thiếu cái nhận hiểu biết. Đâu có ai mà xây nhà cửa mà chỉ muốn xây cái lầu 3 mà không xây cái nền móng. Ông nói không, tôi không thích mấy cái đó, tôi thích cái lầu 3 đó. Không thể được. Cho nên cái người học Phật không thể. Mà đừng có nói chỉ chuyện học Phật. Bây giờ quý vị nhìn hết tất cả mọi cái môn học, mọi cái sự thành tựu trong thế gian này, có ai mà không đi từ dưới lên? Một cái người mà đi làm á, ta cũng làm từ một con người service, từ từ mới lên tới manager, lên tới boss, rồi vân vân, chứ đâu phải bình thường. Ngay bản thân người Việt mình mới qua đây cũng vậy. Bây giờ mình làm chủ cả, trước khi mấy chục năm trước mình qua mình làm cái gì? Chủ nhà thôi. Và mình sẽ có một cái chủ rất lớn là chủ nợ. Và mình đã đi làm công làm mướn cho người ta, rồi mình học nghề của người ta, rồi mình để dành dụm, rồi mình có tiền mình mới mở một cái cửa tiệm nhỏ nhỏ, rồi từ đó mình đi lên. Bây giờ quý vị nhìn hết tất cả, từ sự tu hành cho đến công ăn việc làm trong cuộc sống, không có cái gì mà từ không từ cái căn bản. Thì vậy cho nên không thể đi ngang đi tắt như vậy được. Mà người như vậy thì tội nghiệp cho họ. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa mình độ cho một người xuất gia, mình không dạy họ một cái căn bản, mà mình dạy họ một cách gọi là không có một cái thứ lớp, vậy thì chính họ đã học cái đó rồi, mai mốt họ cũng đi làm, họ là hành xử như vậy đối với đệ tử của họ, thì cuối cùng loạn. Nó loạn đó. Trong đạo nó cũng loạn, và tự cuộc sống của chúng ta nó tự loạn. Cho nên người đó thiếu cái sự căn bản thì không thể nào mà họ không bị loạn được. Và họ tự thấy cái khả năng của họ. Thí dụ có nhiều người á, Pháp Hòa không biết là quý vị đã từng gặp các vị đó chưa, thích nói những cái chuyện thiền, thích nói những cái chuyện gọi là cao siêu lắm, còn mấy cái chuyện lè vẹ dưới không gì.
Và chính vì vậy cho nên các vị đó người ta có tu đi nữa thì cái sự cái tinh thần họ không bình thường. Mình gặp họ là mình né, là tại vì họ nói toàn là những cái chuyện ở trên mây không, còn ở dưới này họ không nghe. Thì người đối với người đời, người ta nói ông đó ông là tu thiền riết và ông thiền tăng rồi đó, thiền đăng rồi đó, hay là người đó bây giờ tẩu quả nhập ma rồi đó. Nhưng mà thật sự cái chữ tẩu quả nhập ma không có trong Phật giáo. Trong Phật giáo là do mình không có được cái sự học hỏi từ cái căn bản, do mình không có hành trì. Bây giờ thưa đại chúng, cái sự tu tập của mình nè, nó có hai phần. Một là pháp học, hai là pháp hành. Bây giờ quý vị á, nghe giáo lý, nghe giảng, thầy nào mình cũng nghe, bài giảng nào mình cũng nghe, hay là mình nghiên cứu được đó, cái đó mới có pháp học thôi. Cái pháp hành á, là quý vị phải chọn cho mình. Mà cái pháp hành này nó cũng không phải là ngồi thiền không có kêu pháp hành, hay là niệm Phật không có pháp hành, mà mình ứng dụng lời Phật dạy đều đặn trong cuộc sống của mình. Pháp Hòa ví dụ, tối mà quý vị tụng thời kinh ngồi thiền 20 phút đó, là giờ quý vị hành trì. Để làm gì? Để đưa cái tâm mình trở về một chỗ. Mặc dù mình biết đi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, chỗ nào mình cũng thiền, nhưng mà 20 phút mình ngồi yên để mình hành trì đó, là cái giờ đó là hành trì miên mật, không có bị những cái khác nó chi phối. Còn ví dụ mình cầm chuỗi mình niệm Phật, mình đi vòng vòng, mình quét nhà, mình lau nhà cũng được, nhưng mà thủy chung á, nó vẫn bị cái quét nhà lau nhà nó làm mình chi phối. Thậm chí mình đang niệm Phật chứ cái đầu mình nó khởi lên đó, mới dọn đây nó ăn nó bài. Mình niệm Phật nhưng mà cái mình thấy cái cảnh là cái đầu mình nó phải nói chuyện, nó phải khởi tâm. Cho nên làm sao mình có cái giờ mình hành trì. Cái thứ hai á, là không thể không có một thời kinh mỗi ngày. Đây là cái kinh nghiệm của Pháp Hòa thôi. Có vị thì nói là đâu cần tụng kinh, nhưng mà Pháp Hòa kinh nghiệm là khác. Một thời kinh đó, mình tụng kinh đó, dù là 10 phút, 5 phút, bao nhiêu cũng được, mà mình có một thời kinh, nó giúp cho mình rất là nhiều trong cuộc sống. Tại vì khi mình trì kinh đó, con mắt mình nhìn vô kinh, cái miệng mình tụng kinh, cái ý mình duyên vô lời kinh, cái thân mình hành trì theo cái lễ nghi á, mình đưa tất cả thân mắt của mình đi vào trong một cái nơi mà nhiếp tâm. Cho nên thân mình nhiếp, tâm mình nhiếp, và sau một thời kinh quý vị có an lạc. Và cái tâm mình nó có sự giao cảm. Ví dụ như mình nhìn Phật, mình tán Phật, mình nhìn Phật có cái giao cảm. Cho nên thờ Phật đừng có thờ cao quá. Cao quá khi mình nhìn nó không có cái giao cảm. Cái cách thờ Phật là mình làm sao mình đặt cái bàn thờ là ở ngang cái tầm mắt của mình, để khi mình đứng mình nhìn Phật, hay là mình ngồi mình nhìn Phật. Còn mình để Phật tuốt trên kia, mà thậm chí mỗi lần muốn thắp nhang phải bắt cái thang lên, thì cái sự giao cảm giữa mình với hình ảnh của Phật nó khó. Chứ đối với cái người mình ta tu niệm Phật, đôi lúc mình ta niệm Phật mà ta thấy sợ loạn tâm, mà ta còn để cái hình Phật ở trước. Để làm chi? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Bây giờ không có hình Phật ta niệm, ta hay bị suy nghĩ. Ta nhìn vô hình Phật để ta niệm Phật, để tâm người ta không có sai. Quán tướng niệm Phật. Đến khi nào đến một cái chỗ nào không có hình tướng gì để mình nhìn hết, thì lúc đó quán tưởng niệm Phật. Đến khi nào mà tâm mình bình, mình niệm đến như thế nào mà mọi cảnh duyên nó đến, mình nhẹ nhàng ứng xử, không có bị hốt hoảng, không có bị hấp tấp, không có bị giật mình, mà gọi là một cách thái quá để mà giải quyết rồi la hét rồi lên đó, là mình biết là cái câu niệm Phật này mình đã thuần rồi đó. Cái sự thiền định của mình đã có kết quả rồi. Sám hối là một phương pháp.
tu thiền, tu mật, tu tịnh, tu gì không biết. Nhưng mà thiếu sự sám hối thì sự tu tập nó cũng khó lắm. Tại sao? Tại vì Pháp Hòa nghĩ sám hối như là một chén canh vậy đó. Ăn cơm á, mà có chén canh thì bữa cơm nào cũng dễ nuốt. Con người mình á, có nghiệp, có phước, nhưng mà nhiều khi mình nghiệp nhiều hơn phước. Mà nếu mà cái nghiệp mình nó nhiều hơn cái phước thì cái sườn tu của mình á, nó cũng không có trôi chảy, nó cũng gặp trở ngại, chướng duyên. Cho nên từ nhỏ, từ hồi Pháp Hòa còn nhỏ 7-8 tuổi thôi, mà đặc biệt khi đi vào xuất gia năm 15 tuổi đó, thì tự mình suy nghĩ à, mình muốn tu cho tốt, cho nên tự Pháp Hòa đi kiếm kinh sám hối qua lại. Lại Tam Thiên Phật Danh, 3000 vị Phật, lại 5-6-7 cuốn như vậy đó. Lại Vạn Phật, 11.700 lại. Lại Kinh Pháp Hoa, mỗi chữ một lại. Lại Kinh Di Đà, mỗi chữ một lại. Không phải là mình lại như vậy để mình xin cái tội, nhưng mà trong khi mình hành trì, cái tâm mình nó hướng thiện là con muốn ăn năn cái lỗi của con. Ngay giây phút đó thôi là cái tâm thiện nó sanh ra. Rồi nhờ cái tâm là con muốn sám hối, cho nên lấy cái thân, lấy cái nghiệp thân của mình ra ứng. Bằng cách cái ý của mình khởi là con muốn ăn năn tội, con muốn sám hối, ý nó khởi lành, thân nó làm lành theo, miệng nó làm lành theo, là nó đọc danh hiệu Phật. Như vậy người ta nói là sám hối hết tội giảm nghiệp, có không? Có. Tại vì ngay cái giây phút mình sám hối là ý mình khởi con muốn. Thay vì mình không có làm gì hết, tao muốn đánh nó, tao muốn chửi nó, tao muốn giết nó, tao muốn làm cái này làm kia, bây giờ mình phải, tôi muốn sám hối. Thì con muốn sám hối thì cái thân mình nó đi theo. Tại vì thường thường ý khởi là thân làm, ý khởi là miệng nói. Bây giờ ý khởi thiện thì thân phải làm theo thiện. Cho nên sám hối nó có 4 cách đó. Thì cái sám hối mà mình hành trì vậy nè, thủ tướng sám hối, cái đó gọi là thủ tướng sám hối. Thủ tướng là sao? Mình giữ một cái hình thức nào đó bằng cách là lại Phật. Thí dụ trong đó có một câu mình danh hiệu Phật, mình niệm mình lại: Nam mô Thiện Ngôn Phật. Thiện là khéo, ngôn là lời nói. Thiện ngôn là một đức Phật khéo ứng xử ngôn từ trong đời sống. Đây là pháp tu, con lại Phật Thiện Ngôn, con học cái hạnh thiện ngôn của Ngài. Bây giờ không hiểu, mình cho dù mình không hiểu cái câu đó là gì luôn, nhưng mà biết đây là tên của Phật, thân mình lễ xuống bằng tất cả tâm thành. Giây phút đó không nghĩ bậy, không nói bậy, không làm bậy, có phải mình ngưng nghiệp giảm nghiệp không? Vậy thì sám hối tiêu nghiệp có chứ. Ngưng cái nghiệp hiện tại là tự nó giảm cái nghiệp quá khứ à. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình biết là cái bà Bảy đó, bà ghét mình dữ lắm. Biết là tại vì tháng trước mình gây lộn với bà, cho nên tháng này mà nếu như mà bà gặp mình đâu, bà nói đó, bà nói lén mình, bà nói đủ thứ. Nhưng ngay giây phút này mình không nói gì bà nữa hết, thì có phải giảm cái nghiệp quá khứ không? Nếu mình tiếp tục mình nói thì mình với bà chuốc thêm ân oán nữa. Mình biết là mình với bà có oán kết cả tháng nay rồi, cho nên thôi giờ ngưng không nói nữa. Mà ngưng không nói nữa thì nghiệp này, nghiệp hiện tại không tạo, mà nó từ từ nó làm nguôi ngoai đi cái giận của bà Bảy của tháng trước. Cho người ta nói là sám hối từ quá khứ hiện tại. Bây giờ mình không biết, mình không có biết tụng gì hết trơn, có những bác không biết chữ hay là không có thời giờ thậm chí, nhưng mỗi tối hay là buổi sáng gì đó, con tên là gì đó, pháp danh gì đó, con chí thành sám hối tất cả
những nghiệp chướng của con từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, dù trong một cái giây phút mình khởi tâm sám hối. Rồi sau đó mình lễ xuống 3 lễ hay là 9 lễ, 10 lễ tùy mình, mà khởi tâm Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Không biết Phật gì để niệm hết á, nhưng mà Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát thì làm cho cái chướng đó, nó giảm đi. Thì đây là cái kinh nghiệm tu của Pháp Hòa. Con người mình nó hai phần, một là phước, hai là nghiệp. Mà hễ mà phước giảm là nghiệp nó sanh, mà nghiệp giảm thì phước sanh. Bây giờ quý vị có thấy quý vị đỡ khổ đỡ cực hơn hồi mới qua không? Vậy khổ giảm rồi, bây giờ sướng mới tới. Thì bằng chứng là nhân quả nè. Cái này Phật gọi trong kinh là gì? Trước khổ sau vui. Còn mình mà giỏi nữa là trước vui sau vui. Còn mà dở quá trời quá đất là trước khổ sau khổ. Còn mà tệ nữa là gì? Trước vui sau khổ. Phật nói có bốn dạng người. Bây giờ mình quán coi mình dạng nào. Mình là dạng trước khổ sau vui phải không? Khổ thân, khổ tâm, khổ đủ. Hồi xưa khổ thân là đi làm kiếm tiền sống. Hồi xưa khổ tâm là đụng ai giận nấy, chấp trước đủ kiểu hết. Rồi bây giờ sao mấy chục năm làm để dành được con cái nó lớn, nó thành tựu rồi, không lo gì nữa hết. Bây giờ đi làm tàn tàn kiếm đủ sống. Đấy là cái này là bước trước khổ sau vui là nhẹ cái thân rồi. Bây giờ bên cạnh đó, khi bắt đầu giảm đi lo công ăn việc làm, biết đi tìm hiểu Phật Pháp nữa, tợ bây giờ tâm hồn nó sảng khoái hơn, nó thư thái hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Hai lợi, lợi thân lợi tâm. Về mặt thân thì đã giảm khổ là vì không còn phải lo nhiều cho mấy đứa nhỏ nữa. Tiền bạc bây giờ cũng tạm ổn, nhà cửa cũng có. Nói chung là không phải vật vã như ngày xưa, là thân đã sướng rồi. Mà ngày xưa vừa khổ thân mà vừa khổ tâm vì quá nhiều những phiền não. Bây giờ hiểu biết nhiều hơn, Phật Pháp thấm mình hơn thì tâm mình nó giảm khổ. Cái này gọi là trước khổ sau vui. Rồi kể từ bây giờ nè, trước vui sau vui, đi lên nữa, chứ không có thể đi xuống được. Cho đến bây giờ á, ở bên chùa Pháp Hòa vẫn bắt đại chúng sám hối. Sáng nào 9 giờ rưỡi cũng sám hối, trước khi cúng ngọ. Không có lại nhiều, 100 lại mỗi ngày đủ rồi. Còn vị nào mà dở bệnh thì 50 lại thôi. Còn không 20 lại thôi. Nhưng mà Pháp Hòa mong đại chúng tu tập cái đó. Quý vị cứ làm trong vòng 3 tháng, 6 tháng, quý vị sẽ thấy cái kết quả. Bằng chứng là ở đâu mình không thấy, mà cái tâm mình bắt đầu nó nhẹ ra. Mà thậm chí mà ngày nào mình không lại là mình giống như ghiền vậy đó. Nói ngày nay mình chưa lại Phật, mình chưa lại sám hối. Cà phê cũng ghiền, trà cũng ghiền, rút lá cũng ghiền, mà tu không ghiền. Cho nên ghiền tu cũng khổ, nhưng mà ghiền tu hơn ghiền mấy kia. Ở bên chùa bển là mỗi sáng chủ nhật á, thay vì tụng lăng nghiêm hay là công vô gì là lại vạn Phật. Tất cả Phật tử nào ai thích tụng kinh buổi sáng đều chủ nhật 6 giờ sáng về chùa lại sám hối hết, lại vạn Phật. Mỗi lần như vậy là mỗi chủ nhật lại 100 lại. Thì cứ không có cần phải bao lâu vậy mà lại 6-7 cuốn rồi đó. Cứ hết 11.700 vị là trở lại tiếp. Cứ tuần lễ, tại vì á, mình ngồi mình tụng kinh á, có thể mình ngủ. Tại vì mình tụng hỏi nó êm vậy cái ngủ mất tiêu. Nhưng mà nhờ đứng lên lại xuống như này, không có ngủ được. Giải đi được cái nghiệp gì? Nghiệp gì? Ngột hơn hôn trầm. Rồi tụng mà tâm tư cứ nghĩ lung la là tán loạn. Mình bị năm cái chướng đó nên gọi là ngủ cái đó. Hôn trầm tán loạn nè, trạo cử. Cho anh đứng lên đứng xuống hoài là nó không nhúc nhích. Chứ còn mà biểu anh mà ngồi yên về mà chừng nửa tiếng anh nhúc nhích 25 lần.
Rồi nếu mà anh mà không nhúc nhích cái thân là anh cũng hí hí coi sao lâu quá chưa xả thiền. trạo cử từ ở trong tâm trạo cử tới cái thân. Quý vị biết ngũ cái không? Trạo cử nè, hôn trầm nè, rồi gì nữa? Ai nhớ không? Giải đãi làm biến. Phóng vật là tâm buông lung. Đó, cho nên á, một thời sám hối thôi mà trị được mấy thứ bệnh. Tại vì á, con người mình nó thích động, thì bây giờ đứng lên đứng xuống là cho mình động rồi. Mà động trong cái tịnh, động trong cái Phật Pháp. Rồi nhờ mình đứng lên đứng xuống cho nên không có ngủ, giải được nghiệp hôn trầm. Nhờ đứng lên đứng xuống giải được nghiệp trạo cử. Nhờ chú tâm vô cái danh hiệu Phật lại xuống, giúp lên được phóng tâm phóng dật. Mà nếu mà mình ngồi mà tụng kinh nào mà mình thuộc đó là ngủ càng dễ nữa. Tại vì thuộc quá rồi cho nên cứ nhắm mắt tụng hỏi ngủ mất tiêu luôn. Giờ là gì? Giải đãi làm biến. Cho nên mình có ngũ cái. Ngũ cái là năm cái ngăn che, thì một thời sám hối thôi giải được cái đó. Kinh nghiệm hôm qua thôi. Mà hồi đó mình còn trẻ, mình đi tu, mình cũng bị bệnh làm biến, mình cũng bị đủ tất cả những cái chứng đó. Nhưng mình đã tìm ra được cái phương pháp nào để giúp cho mình tu tập tiến bộ hơn. Ngay cả khi mình học kinh đó, mình quý vị mà cầm kinh mà quý vị học hoài không bao giờ thuộc đâu. Phải có công cách nào để giúp cho mình thuộc kinh thì mình mới thuộc kinh được. Pháp Hòa thấy nhiều khi mình để hết thì giờ ra luyện tập bài hát, để hết thì giờ luyện một cái gì mình thích, thậm chí không biết bơi đi học bơi, không biết nhảy đầm đi học nhảy đầm, mà không thấy ai, ít có nghe ai nói tôi không biết tụng kinh để tôi học tụng kinh, tôi không biết thỉnh chuông mỏ để tôi học thỉnh chuông mỏ. Thật ra học nhảy đầm, học đi hát không có gì tội lỗi hết, nhưng Pháp Hòa chỉ muốn là mình phải công bằng. Nếu mà mình học chơi thì tại sao mình không bỏ thêm chút thì giờ học tu? Cái ý Pháp Hòa như vậy đó. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị đi ra tiệc, quý vị ủi cái thiệt một cái áo thiệt là đẹp, ủi mà ủi méo cũng không chịu nữa đó. Vậy mà cái áo tràng nhìn nó nhăn đùng. Thì mình Pháp Hòa chỉ muốn là mình nên nhìn lại. Mình nhìn lại là mình đã trọng cái gì hết. Ủi cái áo không có tội, ủi một cái áo đi tiệc không có tội. Nhưng mà khi mình biết lo một cái áo đời mình như vậy thì tại sao cái áo đạo mình không lo? Cái ý Pháp Hòa như vậy thôi. Không có ai nói mình làm mặt buổi sáng cho đẹp là tội hết á. Đánh phấn tha son chét kem đồ lên là tội, không ai nói gì hết á. Nhưng mình biết làm đẹp cái gương mặt mình thì phải làm sao mình đẹp cái tâm. Cái đó là cái Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Cho nên hồi nhỏ với mấy chú nhỏ trong chùa vô tu cũng vậy, Pháp Hòa dẫn cho chơi những cái gì mấy chú muốn, nhưng mà bu lại là khi xong cái đó rồi phải làm cái việc này. Cho nên bây giờ các thầy cũng vậy, từ khi nghỉ hè học bước vô đầu tháng 7 là bận lo cho các khóa tu cho đến giữa tháng 8 mới xong. Rồi còn có 2 tuần nữa đi học rồi, thì 2 tuần lễ đó là Pháp Hòa cho huynh đệ đi chơi trong nhà thôi. Mấy huynh đệ mướn xe rồi chở nhau đi núi, đi thắng cảnh, đi thăm chùa vậy đó. Nhưng mà cái giờ đó là giây phút các huynh đệ vui vẻ với nhau và chơi. Nhưng mà cái chơi này mình phải biết rằng là cái giải trí, còn cái chính yếu mình phải làm gì mỗi ngày. Nhưng mà đa phần ai cũng nói trừ giải trí, nhưng mà rốt cuộc cái giải trí nó thành ra cái chính. Mình giải trí nhiều quá. Cho nên quý vị thấy, ví dụ như mình trong một buổi pháp thoại mình có lên hát một bài, nhưng mà cái bài hát đó chẳng qua nó làm gì, nó giúp cho người nghe
tỉnh táo, vui vẻ, relax trong vài phút rồi trở lại nghe một bài giảng. Tại con người mình á, một là thích nhìn tướng, hai là thích nghe âm thanh. Quý vị để ý có phải không? Mặc dù xe nào á, máy nó cũng tốt á, mà có xe đẹp vẫn thích hơn. Bình thường vậy thôi. Ai cũng biết là ăn cho no, chứ ăn để gì, ăn để sống, nhưng mà ăn ngon vẫn thích hơn. Cuộc đời nó là vậy mà. Ai chẳng biết cái áo mặc che thân nhưng mà áo đẹp vẫn thích hơn, vải tốt vẫn thích hơn. À, không có gì tội hết á. Nhưng mà mình phải làm sao mình được cái đó về cái mặt vật chất thế gian, thì mình cũng phải trau dồi cái tâm và cái đường tu tập của mình. Và từ nhỏ là Pháp Hòa đã thường hay nhắc nhở và đưa mình vào cái sự tu tập như vậy. Và khi Pháp Hòa dạy các chú nhỏ tu tập, mình cũng quân bình cả hai như vậy. Cho nên các chú không thấy rằng đi tu là một cái gì đó mất mát hết. Hồi nhỏ mà đi học mà bị, đi vô trường hỏi biết làm khác là cái gì không? Nó không. Nó nói you have no life. Nhưng mà tại cái tâm tu mình mạnh, nói gì nói, mình đâu có để những cái câu nói nó chi phối. Nhưng mà các em nhỏ bây giờ nó cái tâm tu nó không mạnh, thì lâu lâu nó nhìn lại nó nói chắc mình no life thiệt. Không có tivi, không có này cái kia gì hết, thì nó dễ suy nghĩ, nó muốn cái đó. Chờ Pháp Hòa ở đây thấy là mình sướng hơn hồi mình ở nhỏ Việt Nam. Ví dụ bây giờ quý vị đi vô tiệm á, cũng là cái món đó mà bây giờ chỉ nấu vậy mà không để thịt thôi, vẫn là một món ăn như là người ăn mặn, như là đồ cháy, chứ không có gì thèm. Bây giờ burger chay rất là ngon, ví dụ vậy. Thì nếu mà không có cái món chay đó thì tự nhiên trời, tôi muốn biết cái đó là cái gì, thì có thể nó sẽ khởi tâm. Còn bây giờ khi Pháp Hòa dạy nhận các chú nhỏ vô tu, thì Pháp Hòa không để cho các chú có những cái mình cho được, tại sao mình không cho, để giữ các chú người trẻ trên cái đường tu tập. Ví dụ như ăn một cái burger chay, ăn được mà có tội gì đó, cho nó ăn. Rồi nó biết rằng tôi ăn burger rồi đó, tôi ăn pizza rồi đó, tôi ăn những món đó mà hoàn toàn là đồ chay và vẫn ngon như thường, không có khởi tâm thèm gì nữa hết, thì không có móng tâm, không có suy nghĩ. Cái chữ buông lung là vậy đó. Cái chữ buông lung là mình móng tâm, mình muốn làm cái việc đó khi mà mình không được. Ví dụ mình ngủ một cái giường mà mình thấy rằng mình đâu có cần phải lăn hết cái giường mình ngủ đâu, tại vì mình lăn như vậy có thể mình bị sân tâm buông lung. Dù cái giường nó có rộng, mình vẫn khép mình ở trong cái phạm vi đó. Cho nên ở một cái chỗ nó dễ chi phối mà mình vẫn không bị là gì? Tự mình đã không để cái tâm buông lung đó dễ sinh khởi. Hồi đó có một cái chú đó, chú cho Pháp Hòa một chiếc xe. Mà thời đó là chiếc xe đó, người ta nói là xe đó là trị giá 60-70 ngàn mà tốt lắm. Pháp Hòa từ chối đâu có dám nhận. Tại sao? Ai biết được cái xe này xe chó. Mình leo lên mình lái, người ta sẽ nói trời ơi, ông thầy sẽ lái xe xịn. Mất công lắm. Mà khi mình có được một chiếc xe đó rồi đó, thì mới đầu thì mình leo lên mình nói, mà khi biết chiếc xe đó là của mình rồi, sanh tâm gì? Tham thích nó, dính mắc nó, và sợ nó hư, sợ nó ấy lắm. Thôi mất công lắm. Rồi bắt đầu mà khi mà người ta đồn đãi ra, mình phải đi đứng chánh nữa. Khỏi. Thì cái chữ buông lung là vậy. Buông lung nghĩa là khi mình móng tâm, mình sanh tâm với những cái pháp gì mà nó không phải là cái pháp thiết thực cho người. Có nhiều đứa nhỏ đó, nó uống thử miếng rượu, uống xong thấy cay khó chịu quá nó bỏ luôn, không bao giờ nó thèm rượu nữa. Chờ quý vị có nhớ cái câu chuyện mà cái câu chuyện mà uống muỗng nước mắm của một sư cô. Có một sư cô đó, khi mà cô sắp mất đó, thì cái ước nguyện cuối cùng của cô là uống được một muỗng nước mắm. Thì có nhiều vị cản không cho.
Nói trời ơi, tội nghiệp của tu cả đời, bây giờ uống muỗng nước mắm là coi như là của quỷ hết đời tu của rồi. Nhưng mà sư phụ của cô nói khác. Cái sự tu hành của mình thành Phật hay không đâu phải ở một muỗng nước mắm. Thật ra nếu mà cho cô uống muỗng nước mắm rồi đó, cổ mới vỗ tay cái đùng của nó, trời ơi tôi tưởng nó ngon, ai nhờ nó mặn mà nó hôi muốn chết, giải thoát liền, không còn sanh tâm muốn nước mắm nữa. Tại vì cổ đã biết nước mắm là gì rồi. Thì ở đây câu chuyện đó chỉ muốn nói là có những cái con người mình dễ phóng tâm buông lung và không giải thoát với nó. Trong kinh Luật có kể câu chuyện một thầy tỳ kheo chết làm con rẹp trong cái y đó. Khi mà thầy sắp chết mà được một người ta cúng dường cho một cái y mới mà thầy chưa được đắp, thầy tiếc quá trời quá đất luôn. Cuối cùng thầy chết, thầy thành con rẹp nằm ở trong cái bần bà của cái y. Thành thử ra thường ngày mình phải quán cái gì cũng là tạm đó, là để giúp cho mình xả bỏ được dễ dàng đó, chứ không phải là để cho mình bi quan đâu. Và hôm nay Pháp Hòa trưa nay là muốn chia sẻ với đại chúng về những cái chướng ngại mà người tu hành có thể gặp. Mà trong đó có một cái chướng ngại là chúng ta hay thích cái gì? Thích thấy Phật, sợ ma. Và đồng thời có một cái là sở dĩ mà có những người hiện tượng, những người mà bị loạn tâm tu thiền mà bị bệnh á, không phải là ngồi thiền bị bệnh, mà do chúng ta thiếu các thầy hướng dẫn. Mình tu là mình phải có một vị thầy hướng dẫn. Cho nên mình lên internet mà học cách ngồi thiền cũng nguy hiểm lắm. Tại vì mình đâu có biết cái nào của Phật, cái nào không. Và nhiều khi những cái thiền mà người ta dạy cho mình là xuất hồn nè, dạy cho mình làm gì đó, thì mình không có dám nói cái đó là sai. Mình chỉ nói xác định cái đó không phải của Phật giáo. Đức Phật không hề dạy ai ngồi thiền để xuất hồn hết. Và thậm chí có những người ham cầu thần thông, ham cầu thần thông á, tu một chập rồi á, là người đó có thể sanh tâm gì mong muốn có thần thông. Mà ngay cả ngày Mục Kiền Liên á, là đệ tử của Phật là có thần thông nhất ở trong số các đệ tử, nhưng mà Phật cũng không có cho ngài sử dụng. Và quý vị nhớ là thần thông cũng không qua được cái nghiệp lực của mình. Bằng chứng là ngài Mục Kiền Liên đã bị đánh chết ở trước cửa của tu viện Trúc Lâm. Và lúc đó các thầy mới xúm lại nói với ngài Mục Kiền Liên là tại sao thầy có thần thông như vậy mà người ta vây vô, người ta đánh thầy không bay, thầy không vận thần thông thầy bay. Thì ngài Mục Kiền Liên nói khi mà nghiệp nó tới rồi, một chữ thần còn lo không nổi chứ đừng nói chữ thông. Khi nghiệp lực nó tới đó, giống như có một lần Pháp Hòa đi thăm một bà cụ, Pháp Hòa nói bác ơi bác niệm Phật đi bác. Bà nói một câu mà rất là thật nha: thầy ơi khi mà bệnh đau nó tới rồi á, chữ mô niệm có không được, nói chừng nữa nói chữ Phật. Một chữ mô thôi, được chữ nam thôi nói không nổi nữa đó. Đó là chính bà cụ đó nói với Pháp Hòa đó. Cho nên khi mà mình thấy bình thường nó bệnh tật vậy, chứ khi mà bệnh tật nó tới rồi nó chi phối mình lớn lắm. Mặc dù bình thường mình vẫn nghe giảng, mình vẫn quán vô thường, vẫn quán sanh già bệnh chết vậy đó, mà thử bây giờ đi bác sĩ, đi thử máu tổng quát mà bác sĩ kêu mình lên đó, tôi có chuyện gấp, tôi cần gặp anh gặp chị, là bắt đầu mình tim mình nó đánh thình thịch lên tận cho tới, tại mình biết bác sĩ mà kêu là có chuyện rồi. Mà ông phán câu, ông nói tôi đang nghi chị ung thư, một cái là mình ra là mình sụp đổ đi. Là mình biết rằng mặc dù là mình có quán đó, phải không, nhưng mà cái quán của mình là gì? Quán nửa khuya thôi, ngang đó đó thôi, chứ không có sâu hơn được. Thì mong đại chúng trong cái thời gian mình tu tập á, thì Pháp Hòa chỉ mong là mình đừng có bỏ những cái thời khóa tụng kinh hay lễ sám của mình, vì đó chính là cái giữ mình trong cái tinh tấn trên cái đường tu tập. Và chính cái đó là cái sức để đưa mình đi xa hơn trên đường tu. Pháp Hòa nói cái điều này là từ cái kinh nghiệm tu tập của Pháp Hòa. Từ khi Pháp Hòa làm một sa di năm 15 tuổi, là luôn luôn là lấy mỗi thời kinh
sám hối của mình, hay là một thời kinh mình tụng mỗi ngày đó, làm cái nền tảng cho cái sự tu tập của mình. Và quý vị để ý, thí dụ như thông thường khi mình khổ thì mình nghĩ gì? Mình muốn thắp cây nhang, phải không? Đi tới bàn Phật để mình xin Phật. Mình khi mà khổ, cái đầu tiên nhất là mình muốn làm chuyện đó, mặc dù mình biết trong lòng mình là Phật không có làm gì mình được hết. Nhưng mà tự nhiên khi mình cầm cái hương mình đến với Phật, mình có cảm giác như là mình đã trút được, mình đã gửi gắm, mình đã có được cái sự bảo hộ của Phật. Cho nên nó có một cái giao cảm, một cái, nếu nói theo tâm lý là đó là tâm lý, nhưng nói theo cái sự tu hành đó là sự giao cảm. Và mình cảm nhận được mình đã bảo hộ, được Phật gia hộ, và tự mình phải, năng lực của mình phải tiến bộ, nhưng mà đến với Phật mình vẫn thấy an lòng. Cho nên thời kinh đó nó rất quý. Hồi đó Pháp Hòa những lúc mà đi tu tập dài 3 tháng ở trong những thiền viện đó. Ở thiền viện thì ít tụng kinh. Trời ơi, nhiều lúc mình thèm một thời kinh. Những ngày nghỉ là mình xin đi vô chánh điện để mình tụng một thời kinh. Tụng xong một thời kinh là mình thấy cái mình có một cái gì đó rất là hạnh phúc. Giống như có nhiều người á, ta lăn xăng cả ngày mà ta được ngồi thiền một tiếng đồng hồ ra là ta cảm thấy rất hạnh phúc. Tại vì một giây phút, một tiếng đồng hồ ngồi thiền đó là người ta lấy lại tất cả những cái sức, những cái lực mà người ta đổ ra trong suốt một ngày qua. Quý vị làm suốt cả ngày mà ngã lưng xuống ngủ sau 15 phút thôi, lấy lại năng lực không? Lấy lại. Thì tu tập của mình cũng vậy. Cho nên mình mới biết là cái lực đó không có cái gì có thể suy luận, bàn luận được. Cho nên bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Khi nào mình ở trong đó mình mới cảm nhận được cái lực đó. Còn không thì mình không cảm nhận được. Ví dụ quý vị nào chưa bao giờ tụng kinh và chưa bao giờ cảm nhận được cái gì mà nói thì quý vị chưa thấy. Và quý vị nói thiệt không? Và ai đã từng ngó được cái giây phút đó rồi thì sẽ thấy, sẽ cảm nhận được điều ông muốn nói. Có những lúc Pháp Hòa ngồi thiền á mà tĩnh lặng đến mức độ là ôi mình không muốn xả thiền nữa, không muốn tụng kinh nữa. Thì mình cái lực, cái lúc đó nó có một cái niềm an lạc ở trong lòng. Thì cái an lạc đó người không có cùng thì không có cảm nhận được khi người khác nói. Cho quý vị đi tu học, quý vị có niềm vui á, quý vị nói mà cái người không tu người ta không cảm được đâu. Ta nói tôi đâu có thấy gì vui đâu, vô buồn ngủ muốn chết đó. Nhưng mà mình lại thích là vì mình có an lạc. Cho nên cái nguồn an lạc đó không thể nói, mà chỉ nào hai người đó cùng một cái cảm. Cho nên sự giác ngộ không thể giải thích. Có nhiều người ta nói giác ngộ ra làm sao, có thể nói cho tôi nghe được không? Không có được. Cho nên bà già đó mà biểu một cô gái tới ôm ông thầy ấy, rồi hỏi thầy coi giờ thầy cảm thấy làm sao. Thì thầy mới nói là tôi bây giờ như là cây khô vậy. Thì bà già thấy thầy này tôi chưa chứng. Đến khi lần sau mà ôm lại thầy hỏi thầy thấy làm sao, thì chừng đó thầy mới nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Thì bà già này chịu lắm cái câu trả lời đó. Tại vì hai người ôm nhau, ông thầy mới cảm nhận được, cô mới cảm nhận được, bà già kia là người thứ ba không thể cảm nhận được cái feeling, cái cảm giác của hai người. Ở đây là một câu chuyện muốn nói đến cái chỗ mà mình, cái niềm chứng ngộ hay cái sự an lạc của sự tu tập. Người không có tu tập người ta nghe không có được, người ta cảm thấy là làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà khi mình ở trong đó rồi, có nhiều Phật tử 5 năm trước thôi biểu họ đi chùa dễ gì họ đi. Ăn chay một ngày ăn không nổi, đi chùa một ngày đi không nổi. Mà bây giờ ghiền đi chùa, thích tụng kinh, ăn chay đồ làm ngon lành hết. Tới lúc rồi, cái duyên nó tới rồi, cái trái nó chín rồi thì tự nó rụng. Trước kia mình muốn đem nó xuống, mình vú nó cho nó mau chín. Mà nếu cái trái đó có chín thì nó là chín ép, không phải là chín cay. Mà chín cay thì lúc nào nó cũng ngon lành hơn một cái trái chín ép. Người không thích đi tu mình ép không được. Mình thích đi tu rồi nó sẵn sàng, nó buông hết,
đang có nhà cửa, có công ăn việc làm, có sự nghiệp gì xả hết, mà xả một cách thoải mái không tiếc rẻ. Chứ không có gì lạ Thái tử Siddhartha mà bỏ cung vàng địa ngọc đi tu. Tại vì ai đã từng mới cảm nhận được cái chỗ xả của ngài. Thôi thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng. Thì hôm nay theo cái chương trình đó, đúng ra là chương trình trưa nay là quý sư cô sinh hoạt à, nhờ quý sư cô nhường. Thì tối nay mình lại trở về bên chùa mình sinh hoạt. Thì tối nay là chương trình vấn đáp. Thì quý vị nào có những câu hỏi, những cái thắc mắc gì trong Phật Pháp đó, quý vị có thể viết giấy rồi đưa lại cho quý sư cô, rồi quý sư cô sẽ gom lại để tối nay mình sinh hoạt chung. Thì cái phần thông báo chương trình sinh hoạt như thế nào thì quý sư cô sẽ thông báo cho đại chúng. Cảm ơn đại chúng.